Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 111. Chương 3701. Đồng Thừa khẽ xua tay nói, tôi chưa bao giờ dám mơ mộng hão huyền như vậy, người khác thì không nói, chỉ cần cậu Bạch nhấc tay một cái là đã có thể khiến tôi máu bắn tung tóe rồi. Nhưng mà, cậu Bạch đừng quên, đây là vùng ngoài lãnh thổ, cậu Bạch giết chết tôi cũng không thành vấn đề. Nếu nhà họ Đồng dốc hết sức lực đấu với nhà họ Bạch một trận, không biết nhà họ Bạch có đủ khả năng chống trả không? Đồng Thừa đe dọa với vẻ mặt bình tĩnh. Ông ta biết rất rõ có 10 người như mình cũng không phải là đối thủ của Bạch Thiên Kiệt, nhưng phía sau ông ta còn có nhà họ Đồng. Uy danh của Lữ Bố cũng không phải là giả. Chỉ cần Bạch Thiên Kiệt dám ra tay, nhà họ Đồng nhất định sẽ báo thù cho ông ta. Ông muốn chết hả? Bạch Thiên Kiệt vừa dứt lời đã lập tức xông lên. Anh, chờ đã, Bạch Ngọc Trinh vội vàng chặn Bạch Thiên Kiệt lại. Giết chết Đồng Thừa là chuyện nhỏ, nhưng vì đó mà chọc giận nhà họ Đồng lại là chuyện lớn. Chúng ta đi thôi, sẽ có cách rời khỏi vùng ngoài lãnh thổ, không nhất thiết phải đi con đường này của nhà họ Đồng. Bạch Ngọc Trinh kéo Bạch Thiên Kiệt đi ra ngoài. Thực ra không phải chỉ có cô ta, Bạch Thiên Kiệt cũng biết rõ lúc này, ai lại để Tiêu Chính Văn dễ dàng rời đi chứ. Tuy rằng vẫn có những con đường là thật, nhưng những con đường kia gần như đều nằm trong tay nhà họ Khổng, căn bản không thể tạo thuận lợi cho Tiêu Chính Văn được. Hừ, nhà họ Bạch thì sao chứ? Tên Tiêu Chính Văn dám coi thường nhà họ Đồng tôi muốn xem cậu ta rời khỏi vùng ngoài lãnh thổ để cứu giới thế tục bằng cách nào. Đồng Thừa liếc mắt tiễn hai anh em Bạch Ngọc Trinh rời đi, lạnh lùng chế giễu. Tin tức gia tộc Bắc Kinh Hồ hung hãn xâm lược Hoa Quốc đã truyền ra vùng ngoài lãnh thổ, lúc này, rất nhiều người lại hướng sự chú ý về phía Tiêu Chính Văn. Hoa Quốc đang bị đe dọa, vậy mà Tiêu Chính Văn vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi. Không nhắm mắt nghỉ ngơi thì hắn còn có thể làm gì nữa? Cho dù hắn trở lại thế tục thì cũng chẳng làm được gì cả. Ca đi chỉ là quân tiên phong mà thôi. Giáo đình phương Tây đã quyết tâm rửa sạch Hoa Quốc bằng máu để trả thù mối hận trước đó. Nếu Tiêu Chính Văn không quá cứng đầu, chỉ cần hắn chịu cúi đầu trước nhà họ Khổng, khuất phục trước các bên ở vùng ngoài lãnh thổ, phái một cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 ra, thì chuyện này đã được giải quyết dễ dàng. Không ít người đang xem trò vui đều lần lượt chế nhạo Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn quả thực đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cho đến khi anh em nhà họ Bạch trở về, Tiêu Chính Văn vẫn ngồi ở đó, không hề nhúc nhích. Bạch Thiên Kiệt liếc nhìn Tiêu Chính Văn, không nói gì nhiều, cho dù hắn là Tiêu Chính Văn thì cũng chẳng thể làm gì vào lúc này. Có vẻ như mọi thứ đều bất lợi đối với tôi. Xem ra trong cuộc chiến sinh tử này, tôi không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc cúi đầu trước bọn họ. Tiêu Chính Văn chậm rãi mở mắt ra, trầm giọng nói. Bạch Thiên Kiệt và Bạch Ngọc Trinh đều nhìn Tiêu Chính Văn, nhưng không biết phải trả lời thế nào. Hai anh em bọn họ thực sự đã cố gắng hết sức, nhưng dù sao bọn họ cũng không thể đại diện cho cả nhà họ Bạch, càng không thể vì chuyện này mà chống lại nhà họ Đồng. Hai, Bạch Thiên Kiệt khẽ thở dài, thầm đồng ý với Tiêu Chính Văn. Nếu đã vậy thì chỉ có thể để bọn họ mời tôi rời đi mà thôi. Nói đến đây, Tiêu Chính Văn lại nhắm mắt lại, hơi thở càng ngày càng nặng nề. Chương 3702 hả? Bạch Ngọc Trinh sững sờ trước hành động của Tiêu Chính Văn, cô ta không hiểu sao Tiêu Chính Văn vẫn có thể ngồi yên khi Hoa Quốc đang gặp nguy hiểm. Anh ta, Bạch Ngọc Trinh quay đầu nhìn Bạch Thiên Kiệt, khó hiểu hỏi. Bạch Thiên Kiệt khẽ lắc đầu, cũng nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt khó hiểu. Từng giây từng phút trôi qua, không khí xung quanh dần dạt dào sinh khí. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều sinh khí từ mọi phương hướng về phía Tiêu Chính Văn. Chỉ một lúc sau, ngay cả Đồng Thừa cũng cảm nhận được sinh khí xung quanh mình nhanh chóng giảm đi. Có chuyện gì vậy? Lẽ nào Tiêu Chính Văn đang giở trò? Đồng Thừa nhíu mày. Ban đầu, chỉ có sinh khí trong bán kính 100 km bị hấp thụ, nhưng chưa đầy 2 tiếng, cây cả trong bán kính 1000 km đã bắt đầu khô héo. Hơn nữa, tốc độ khô héo ngày càng nhanh, trong nháy mắt đã mở rộng cả 1000 km. Lúc mọi người đang vô cùng kinh ngạc, chỉ có ánh mắt của Bạch Thiên Kiệt sáng lên, quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Sinh lực ở vùng ngoài lãnh thổ nồng hơn nhiều so với giới thế tục, đó là lý do tại sao người bình thường đến vùng ngoài lãnh thổ có thể sống đến 100-200 tuổi. Sinh khí xung quanh Tiêu Chính Văn 1000 km đều tập trung về một điểm, nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể khiến cỏ cây khô héo, thậm chí đất đai khô cằn trong thời gian ngắn.
ngoài ra không còn bất kỳ tác dụng nào nữa. Đối với cao thủ ở vùng ngoài lãnh thổ, muốn tước đoạt sinh khí của bọn họ đều có dễ dàng. Hừ, muốn tước đoạt sinh khí của tôi? Cậu còn quá trẻ, người đâu, mau kích hoạt đại trận phòng ngự, Đồng Thừa nói với vẻ mặt bình tĩnh. Chẳng mấy chốc, các thế gia ở vùng ngoài lãnh thổ cũng bắt đầu chú ý đến việc này. Tiêu Chính Văn muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn tước đoạt hết sinh khí của chúng ta? Hừ, hắn nghĩ thật đơn giản. Sinh khí ở vùng ngoài lãnh thổ nồng đậm hơn giới thế tục rất nhiều. Ngay cả huyết tộc cũng không thể chuyển hóa hết sinh khí thành tử khí. Đúng vậy, dù sao năng lực của một mình hắn cũng có hạn, vậy mà hắn còn dám ảo tưởng đến chuyện ngay cả huyết tộc cũng không làm được. Nhiều người đang chế nhạo Tiêu Chính Văn. Nhưng thời gian dần trôi qua, gia tộc Bắc Kinh Hô ngày càng tiến gần Hoa Quốc. Lúc này, ở phía tây Bắc Hoa Quốc đã xảy ra cuộc hỗn loạn lớn. Mây đen phủ kín bầu trời, sấm sét chớp giật ầm ầm. Gió lớn nổi lên, vô số cây cối bị bật gốc. Không chỉ chuyến bay bị hủy mà ngay cả tàu hỏa, đường cao tốc cũng bị phong tỏa. Không ít thành phố bị bão tố càn quét, vô số người dân phải di rời, không có nhà để về. Hàng chục nghìn người dân Hoa Quốc đã thiệt mạng trong bão tố. Chương 3703 cùng lúc đó, có hàng chục bóng người từ phía lâu đài Versailles và giáo đình bay về phía Hoa Quốc. Phía phi lục cũng có không ít người để mắt tới Hoa Quốc. Sinh khí tụ xung quanh Tiêu Chính Văn ngày càng nhiều, thậm chí còn ngưng tụ thành thực chất. Một làn sương trắng bao phủ quanh Tiêu Chính Văn, ngay cả Bạch Thiên Kiệt và Bạch Ngọc Trinh cũng tiến lại gần Tiêu Chính Văn. Dù sao ở trung tâm sinh khí, hai người bọn họ cũng thu được rất nhiều lợi ích. Nhưng lúc này, cảnh tượng trong bán kính mấy nghìn km giống như địa ngục trần gian, vô số hoa lá, cỏ cây đều khô héo, tất cả động vật trong rừng cũng lần lượt ngã xuống. Sinh khí đều tụ lại một điểm, điều này, Bạch Thiên Kiệt khẽ cau mày, dường như cảm thấy hơi kỳ lạ. Bạch Ngọc Trinh cũng nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ nghi hoặc. Lúc này, sinh khí ngày càng thuần khiết, hơn nữa còn hóa thành hạt mưa, rơi xuống. Hình như có gì đó không ổn. Chúng ta nên ngăn cậu ta lại càng sớm càng tốt, một người đàn ông trung niên bên cạnh Đồng Thừa cau mày nói. Không cần, cho dù cậu ta hấp thụ hết sinh khí thì cũng đã sao. Chưa đến một tháng thì ở vùng ngoài lãnh thổ vẫn sẽ còn sinh khí, Đồng Thừa lắc đầu chế nhạo. Nhưng, không cần lo, ở vùng ngoài lãnh thổ có rất nhiều sinh khí, ngược lại, nếu chuyện này xảy ra ở giới thế tục thì e rằng sẽ có vô số nơi không người. Cấu tạo của vùng ngoài lãnh thổ và giới thế tục không giống nhau, sinh khí ở vùng ngoài lãnh thổ không ngừng sinh ra. Cho dù Tiêu Chính Văn có bản lĩnh đến đâu thì cũng không thể ngăn cản sinh khí ở vùng ngoài lãnh thổ, Đồng Thừa tự tin nói. Nghe Đồng Thừa nói vậy, người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, nhưng ông ta luôn cảm thấy ý đồ của Tiêu Chính Văn không hề đơn giản. Lúc này, ở phía tây Bắc Hoa Quốc, trong một khu mỏ nhỏ, Lý Uy đang thu thập quặng mới đào được. Anh ta chỉ là một trong vạn nghìn người. Nói theo cách của anh ta, anh chỉ là một người thợ mỏ bình thường, cho dù có chết, cũng chẳng có ai thèm để ý đến. Mặc dù cả Hoa Quốc đang ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cấp độ 1, đặc biệt là ở phía Tây Bắc đã bị quân địch bao vây, nhưng Lý Uy vẫn cố làm thêm giờ để kiếm tiền trợ cấp cho gia đình. Dù sao trong nhà vẫn còn em gái và vợ con cần anh ta nuôi. Là đàn ông thì phải vun vén cho gia đình. Chương 3704 Lý Uy, sao cậu vẫn chưa đi? Cậu không nghe thông báo sao? Tất cả nhân viên sơ tán khỏi khu vực khai thác. Mau đi thôi, một người đàn ông trung niên đội mũ bảo vệ hét lớn với Lý Uy. Bác Mã, tôi xếp số quặng này lên xe tải rồi sẽ đi, không cần vội. Lý Uy vừa nói vừa cúi người dùng xẻng xúc mấy mẩu quặng chất lên xe tải bên cạnh. Đổ đầy một xe tải chục tấn. Anh ta sẽ được trả phí tăng ca là 200 tệ, đối với anh ta, mỗi ngày thêm 200 tệ, tính ra một tháng là hơn 6.000 tệ. Với số tiền này, người nhà anh ta có thể sống tốt hơn. Không vội cái gì, ở lại chút nữa có thể gặp nguy hiểm. Mau đi thôi, người đàn ông trung niên lại thúc giục. Bác Mã, bác cũng biết hoàn cảnh của gia đình chúng tôi mà, mấy cái miệng ăn chỉ trông cậy vào một mình tôi không tăng ca thì sao kiếm nổi tiền nuôi gia đình. Lý Uy cười khổ. Thật ra anh ta cũng biết trong mỏ có thể gặp nguy hiểm, nhưng nghĩ đến em gái và vợ con ở nhà, Lý Uy chỉ có thể cắn răng kiên trì. Một nhân vật nhỏ bé như anh ta,
ngay cả một xu cũng vô cùng quý giá, huống chi là 200 tệ. Còn về gió lốc hay gia tộc Bắc Kinh Hô gì đó, anh ta không hề quan tâm. Hơn nữa, người quản lý kia đã nói chỉ cần anh ta chịu tăng ca thì chắc chắn sẽ không trừ tiền lương và tiền tăng ca của bất kỳ ai một cách quá đáng. Đúng lúc này, cách đó không xa có một nhóm người khác đi tới, người đầu tiên hét lớn gọi, Lý Uy. Một người đàn ông trung niên da trắng hói đầu được mấy tên hộ vệ da đen thân hình cao lớn vây quanh vẻ mặt gian xảo, chậm rãi bước tới gần. Mà sau lưng người đàn ông trung niên, còn có một cậu thanh niên người da trắng đi theo, khắp người đều là hàng hiệu nổi tiếng của Âu Lục, tóc cũng trải bóng loáng sáng bóng. Bill, xem ra những tên hoa quốc ngu dốt này còn rất nghe lời, lúc này rồi còn làm thêm giờ, không tệ, cậu thanh niên người da trắng vừa nói, vừa liên tục gật đầu. Từ thái độ cung kính có thừa của người đàn ông trung niên đối với hắn, không khó để nhìn ra thân phận người này tuyệt đối không tầm thường. Nghe thấy lời cậu thanh niên người da trắng nói, Lý Uy không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía người đi đến, nhưng khi anh ta thấy rõ mặt mũi cậu thanh niên người da trắng thì trong lòng trùng xuống. Lý Uy, thật ra cậu hoàn toàn không cần làm việc liều mạng như vậy, chỉ cần cậu có thể đồng ý với điều kiện cậu chủ lóc đã nói lúc trước, cậu hoàn toàn có thể nằm chơi hưởng phúc rồi. Bill xỉa răng hàm, hít một hơi thuốc lá, nhíu mắt lại nhìn chằm chằm Lý Uy. Giám đốc, em gái tôi không thể nào gả cho một người Âu Lục, chúng tôi đều là con cháu Hoa Quốc, em ấy chỉ muốn gả cho người Hoa Quốc. Chương 3705 Lý Uy ưỡn ngực, chính nghĩa nói. Thật ra từ mấy tháng trước, Bill và mấy người Âu Lục tới lãnh đạo cấp cao công ty giả vờ quan tâm đến nhà mỗi công nhân thăm hỏi, đã vô tình phát hiện em gái Lý Uy xinh xắn đáng yêu. Lóc lập tức dì tai Bill mấy câu, sau đó Bill đã tìm tới Lý Uy, nói với anh ta, chỉ cần gả em gái cho Lóc, cậu chủ Lóc sẽ đưa ra 3 triệu USD làm xính lễ. Đến lúc đó, Lý Uy cũng không cần phải giàu dĩ vì kế sinh nhai nữa. Nhưng đề nghị của hắn lại bị Lý Uy từ chối thẳng thừng. Lý Uy càng từ chối, ngược lại Lóc càng thèm thuồng em gái Lý Uy, 3 lần 4 lượt tìm Lý Uy nhưng cuối cùng đều bị Lý Uy đuổi đi. Không ngờ. Hôm nay Bill lại dẫn Lóc tìm đến mỏ quặng. Lý Uy, lần này tôi thật sự muốn xin cậu suy nghĩ kỹ càng, tôi nghĩ chắc cậu cũng biết gia tộc Bắc Kinh Hô bên kia đã đánh tới Hoa Quốc rồi. Tin rằng không lâu sau, toàn bộ Hoa Quốc sẽ đều là thiên hạ của người Âu Lục, đến khi đó, được cậu chủ Lóc bảo bọc cậu và người nhà của cậu mới có thể bảo đảm an toàn. Và lại, hôm nay cậu chủ Lóc đã là tay sai dự bị của gia tộc Bắc Kinh Hô, ngay cả đại nhân Kadi cũng từng tiếp kiến cậu ấy. Để cho em gái cậu đi theo cậu chủ Lóc sau này chỉ có hưởng vinh hoa phú quý vô tận thôi. Nghe Bill nói xong, Lý Uy cười khẩy nói, không cần đâu, giám đốc Bill, hôm nay tôi không định làm thêm giờ. Vừa nói, Lý Uy đặt ngay công cụ trong tay xuống, xoay người muốn rời đi. Đứng lại, Lý Uy mới đi vài bước, đã bị một hộ vệ người da đen chặn đường. Giám đốc Bill, anh làm gì vậy? Lý Uy quay đầu lại nhìn Bill. Đừng nói anh ta chỉ là một thợ mỏ thông thường, dù thật sự luyện quyền cước mấy ngày, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hộ vệ người da đen vóc người cường tráng trước mặt. Bộp, Bill chợt phung tay giáng một bạt tai vào mặt Lý Uy, cười nhạt nói, hôm nay cậu không cho cậu chủ Lóc một câu trả lời rõ ràng thì đừng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này. Lý Uy che mặt bị tát sưng vù, cắn răng nói, tôi đã nói rất rõ, em gái tôi tuyệt đối không thể nào gả cho người da trắng. Anh đừng quên. Nơi này là Hoa Quốc, vua Bắc Lương đã từng có 3 điều khoản với người Âu Lục, dù các người có thể mở xí nghiệp ở Hoa Quốc, cũng không được ức hiếp dân chúng Hoa Quốc. Bill lạnh lùng nhìn Lý Uy, ngay sau đó liếc nhìn tên hộ vệ người da đen kia. Tên hộ vệ người da đen nhấc chân đá khiến Lý Uy ngã xuống đất. Không chờ Lý Uy bò dậy, Bill đã nhấc chân giẫm trên đầu Lý Uy. Chương 3706 tên hộ vệ người da đen kia cũng theo sát tới. Giơ chân đạp sau lưng Lý Uy, bất kể Lý Uy gắng sức thế nào cũng bị đè chặt, căn bản không bò dậy nổi. Các người làm gì vậy? Các người làm thế này là phạm pháp, dù Lý Uy bị đè chặt căn bản không thể động đậy, nhưng vẫn là gắng sức chống trả. Im miệng, vừa nói, Bill nhấc chân vừa đá vào mặt Lý Uy, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, xương sống mũi Lý Uy bị gãy, máu tươi chảy ra từ lỗ mũi. Cậu tưởng cậu không đồng ý. Chúng tôi sẽ không làm gì được sao? Ông đây sẽ để cho cậu nhìn tận mắt, em gái cậu biến thành người của cậu chủ Lóc thế nào?
Bưu lấy điện thoại trong túi ra, gọi thẳng cho em gái Lý Uy. Chẳng bao lâu, từ trong điện thoại truyền đến giọng nói một cô gái trẻ nói, alo, xin chào, xin hỏi ai vậy ạ? Cô là cô Lý Thi Thi đúng không? Tôi là chủ bưu của anh cô vừa rơi xuống mỏ quặng bị thương rồi, hơn nữa vết thương vô cùng nghiêm trọng, cô hãy cố gắng nhanh chóng tới đây một chuyến. Nói xong, bưu không đợi Lý Thi Thi đáp lại đã thẳng thừng cúp máy. Chưa tới nửa giờ, một cô gái trẻ tuổi thở hổn hển chạy tới mỏ quặng. Vừa mới tới gần, Lý Thi Thi đã kinh hãi vội vàng nhào tới gần bưu nói, các anh làm gì vậy? Thả ra anh tôi ra, thả anh cô, dĩ nhiên là được nhưng cô phải đồng ý với điều kiện của cậu chủ lóc trước đã. Bưu cười nhạt liếc nhìn Lý Thi Thi. Các anh còn biết luật pháp hay không? Nơi này là Hoa Quốc, chẳng lẽ các anh không sợ luật pháp chế tài sao? Khuôn mặt Lý Thi Thi nhỏ nhắn nhợt nhạt, cô ấy gào to. Hoa Quốc, luật pháp, hai, cô thật ngây thơ đáng yêu quá, chẳng bao lâu nữa ngay cả Hoa Quốc cũng không tồn tại, thì đâu còn luật pháp gì, nói đến đây, Bưu ngửa mặt phá lên cười. Cô Lý, nếu không ngại cô ngẩng đầu nhìn lên trên đi. Lóc chỉ tay lên bầu trời. Nhìn theo hướng tay hắn, chỉ thấy một tòa cung điện to lớn đang chậm rãi bay về phía Long Kinh, xung quanh tòa cung điện kia còn có vô số bóng người khí tức siêu phàm theo sát phía sau. Lý Thi Thi thấy cảnh này, lại liên tưởng đến tin tức TV vừa phát sóng, toàn bộ Hoa Quốc đều đang giới nghiêm, quân đội các nơi cũng trong trạng thái chuẩn bị chiến tranh, trong lòng cô ấy bỗng trở nên hụt hẫng. Cô Lý, chúng tôi có thể cho cô 5 phút cân nhắc, hy vọng đến lúc đó cô có thể cho chúng tôi một câu trả lời vừa ý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 3707 Bưu cười gằn, lấy súng lục ra chĩa thẳng họng súng đen ngòm vào đầu Lý Uy. Vào giờ phút này ở vùng ngoài lãnh thổ, trong bán kính mấy dặm chung quanh Tiêu Chính Văn đều đã tràn ngập sương mù, mà sương mù này đều là sinh khí ngưng tụ thành vật chất. Tiêu Chính Văn giơ tay nhẹ nhàng chỉ lên bầu trời, trong phút chốc, sinh khí trong bán kính mấy chục nghìn dặm giống như sóng biển trào, tụ về phía Tiêu Chính Văn. Giờ phút này, không chỉ người xung quanh Vinh Thành phát hiện ra điều khác thường, ngay cả toàn bộ Đông Vực cũng bị chấn động. Nhất là phía nhà họ Khổng, không ít người cũng có thể cảm giác rõ ràng rằng không khí quanh mình đã hoàn toàn không còn chút sinh khí. Rốt cuộc Tiêu Chính Văn muốn làm gì? Chẳng lẽ cậu ta muốn dùng tử khí bao vây chúng ta? Quả nhiên Tiêu Chính Văn này lòng lang dạ sói. Mọi người vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên có sấm chớp rền vang, tử khí vô tận giống như biển cả mênh mông phủ xuống trong nháy mắt. Tử khí đột nhiên phủ xuống này lại lan tràn khắp mấy chục nghìn dặm. Trước đó chỉ có ít hoa cỏ cây cối khô héo mà thôi, nhưng khi tử khí này thay thế sinh khí, không ít cao thủ cảnh giới tu vi tương đối thấp ở vùng ngoài lãnh thổ, cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng da thối rữa. Thậm chí có không ít người bất tỉnh ngay tại chỗ. Thấy cảnh tượng ấy, giờ phút này Đồng Thừa cũng có phần ngồi không yên. Không, mau ngăn cản cậu ta, nếu không ắt sẽ có máu chảy thành sông. Đồng Thừa đã hiểu ý đồ của Tiêu Chính Văn, anh muốn biến diện tích mấy chục nghìn dặm của vùng ngoài lãnh thổ thành địa ngục. Một khi Tiêu Chính Văn thành công, vậy trong bán kính mấy chục nghìn dặm sẽ không còn có bất kỳ sinh vật còn sống nào. Nhưng giờ phút này, hết thảy đều đã quá muộn, toàn bộ Vinh Thành đã sớm bị khí tức chết chóc bao phủ. Ngay cả anh em nhà họ Bạch cũng không thể không áp sát Tiêu Chính Văn, cảnh giác nhìn chung quanh. Cho dù mạnh như Bạch Thiên Kiệt cũng không chịu nổi tử khí đậm như vậy ăn mòn. Chỉ thấy hai hình thái cực âm dương rất lớn xoay tròn trên không trung, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, tử khí từ bên trong tràn ra cũng càng lúc càng đậm. Không ổn rồi, cứ tiếp tục như vậy sợ rằng nửa Đông Vực cũng sẽ biến thành đất chết. Tuyệt đối không thể để cho cậu ta được như ý. Vào giờ phút này, vô số thế lực lớn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, rối rít nhìn về phía Vinh Thành. Chương 3708 tử khí màu đen nhanh chóng lan ra tại vùng ngoài lãnh thổ với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, chỉ trong nháy mắt đã có hàng chục nghìn dặm bị tử khí bao trùm lấy. Lúc này, đừng nói là người nhà họ Khổng hoàn toàn chẳng thể ngồi yên, ngay cả mấy hoàng tộc lớn cũng hơi hoang mang rồi. Vào lúc tử khí vô biên lướt qua một sơn cốc, một nho sĩ trung niên đang ngồi nhắm mắt lĩnh ngộ đại đạo bên trong hang núi đột nhiên mở to hai mắt ra. Cả hang núi vốn dĩ đang ngập tràn sức sống, nháy mắt đã bị tử khí thôn tính, từng luồng tử khí màu đen tách ra thành vô số đóa hoa chết chóc bên trong hang núi. Vút,
Nho sĩ trung niên đột nhiên gầm lên một tiếng rồi giơ tay chỉ điểm. Một tia sáng tê xuyên qua lớp lớp tử khí kia, tạm thời đẩy lui tử khí đi. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, tử khí dày đặc hơn lại lao vào trong hang núi, cả bức tường vốn dĩ sáng choang như gương bên trong hang núi cũng xuất hiện loài rêu màu đen cao tới cả mét. Nho sĩ trung niên không khỏi hít sâu vào một ngụm khí lạnh, dù ông ta đang ở cảnh giới nhân hoàng cấp 5, đối diện với loài rêu màu đen này vẫn thấy hơi rợn tóc gáy. Loài rêu này có tên là rêu địa ngục, bất cứ ai khi ở lâu trong môi trường bị rêu địa ngục bao vây thì đều bị rút cạn hết sức sống mà chết. Đừng nói là nhân hoàng cấp 5, dù là cao thủ đế cảnh thì cũng không dám mạo hiểm. Nho sĩ trung niên đột nhiên đứng dậy, giơ tay chỉ điểm, phá tan thái ấp của hang núi, hóa thành một tia sáng rồi lao ra ngoài. Lúc này, gần như 1/3 đông vực đều bị tử khí vô biên bao trùm lấy, trên đất không ngừng sản sinh ra rêu địa ngục, không ít người mãi tới hiện tại mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Sức sống vốn dĩ đang không ngừng tuôn trào ra từ bên trong mặt đất đã bị loài rêu địa ngục này hoàn toàn chặn lại, căn bản chẳng thể lọt ra tới mặt đất, mà trong không khí, đi tới đâu cũng bao phủ dày đặc khí tức chết chóc. Sức sống đã hoàn toàn bị chặn lại rồi. Lẽ nào cậu ta muốn biến đông vực này thành một nơi chết chóc hay sao? Tên Tiêu Chính Văn này rốt cuộc là ai? Sao có thể áp chế được hoàn toàn sức sống như thế? Ngay tức thì, cả đông vực đều bàn tán sôi nổi về chuyện này. Mà bên trong một trang viên của nhà họ Khổng, một ông lão đang quản lý phương hướng Vinh Thành lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn, trầm giọng nói, tôi không tin cậu ta có thể chặn được toàn bộ sức sống của cả vùng ngoài lãnh thổ. Chương 3709 anh Tiêu, nếu như còn tiếp tục thế này, e rằng ngay tới mặt đất dưới chân chúng ta cũng sẽ, Bạch Ngọc Trinh lúc này cũng hơi hoang mang. Cách anh vài dặm bên ngoài đang là cảnh tượng tử khí bao trùm, mà bên trong mấy dặm nơi có Tiêu Chính Văn làm trung tâm lại bừng bừng sức sống, thậm chí còn ngưng kết lại như mưa. Tiêu Chính Văn chậm rãi mở hai mắt ra, điềm nhiên cười nói, đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Nói xong, chỉ thấy trên người Tiêu Chính Văn đột nhiên phát ra ba tia sáng huyền ảo, một tia màu bạc, một tia màu đỏ, một tia màu vàng. Ba tia sáng huyền ảo giống như ba con rồng, không ngừng uốn lượn xung quanh người Tiêu Chính Văn, mà hình thái cực âm dương trên đỉnh đầu anh cũng to ra không chỉ gấp đôi. Hình thái cực âm dương cực lớn điên cuồng thu nạp sức sống, đồng thời tử khí dồi dào cũng được phun ra từ bên phía màu đen. Không ổn rồi. Đôi đồng tử của nho sĩ trung niên vừa mới tháo chạy khỏi hang núi khẽ co lại, vội vàng hóa thành một tia sáng, bay thẳng về phía trang viên đồng thừa. Đồng thừa đang cười lạnh lùng đợi xem trò vui của Tiêu Chính Văn, đột nhiên có một tia sáng lao thẳng xuống trước mặt ông ta. Ông Khổng, đồng thừa lập tức rũ bỏ vẻ cao ngạo ban nãy, đầu tiên là sải bước tiến lên trước, chắp tay chào hỏi nho sĩ trung niên kia. Mau mở đường qua lại ra, cho Tiêu Chính Văn rời khỏi vùng ngoài lãnh thổ. Nho sĩ trung niên thần sắc lạnh lùng, dùng chất giọng ra lệnh nói. Ông Khổng, chuyện này e là không thỏa đáng đâu. Tôi vẫn chưa nhận được mệnh lệnh của lãnh đạo cấp cao nhà họ Đồng, tôi không có quyền mở đường qua lại thả cho Tiêu Chính Văn đi đâu. Hơn nữa, mệnh lệnh phong tỏa mọi đường qua lại, nhốt Tiêu Chính Văn vào bên trong vùng ngoài lãnh thổ là do lãnh đạo cấp cao của nhà họ Khổng đích thân truyền xuống, nhà họ Đồng chúng tôi chỉ làm theo mà thôi. E rằng ông không đại diện được cho lãnh đạo cấp cao của nhà họ Khổng đâu nhỉ. Đồng thừa nhướng mắt nhìn về phía nho sĩ trung niên, không cam tâm nói. Hồ đồ, nho sĩ trung niên phẫn nộ quát lên một tiếng, ông cho rằng mục đích của Tiêu Chính Văn chỉ là biến phạm vi mấy chục nghìn dặm này trở thành một vùng đất chết hay sao? Một khi số rêu địa ngục đó được hình thành, vậy thì sức sống của cả vùng ngoài lãnh thổ đều sẽ bị hút cạn, sinh tử sẽ hòa vào nhau ở chính nơi này. Tới lúc đó sẽ có thể hình thành bão táp âm dương, thậm chí sẽ mở được cánh cửa vĩnh viễn không nên mở ra. Tới lúc đó, đừng nói là đồng thừa ông, dù là nhà họ Đồng mấy người cũng không gánh nổi. Chương 3710 nho sĩ trung niên nói với vẻ hết sức nghiêm túc. Ông Khổng chắc là đang lo nghĩ quá nhiều rồi, cậu ta cũng chỉ có một mình, muốn khiến cho rêu địa ngục tồn tại lâu dài, e rằng ngay tới huyết tộc cũng không lấy ra được tử khí nồng đậm tới thế. Một mình cậu ta thì sao có thể làm được? Đồng thừa vẫn kiên quyết cãi lý, không phải ông ta chưa từng nghĩ tới hậu quả mà nho sĩ trung niên nói tới, chỉ có điều năm đó huyết tộc cũng từng có dã tâm y như vậy, thế nhưng hậu quả thì sao? Vùng ngoài lãnh thổ không phải vẫn bình thường, càng không hề bị loài rêu địa ngục bao phủ.
dẫu sao thì sức sống của vùng ngoài lãnh thổ cũng quá mạnh mẽ, muốn chặn nó vĩnh viễn bên dưới lòng đất tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Dù chỉ có 1/10.000 khả năng cũng tuyệt đối không được khinh suất. Một khi thật sự xuất hiện hậu quả như vậy, chúng ta chắc chắn chỉ còn đường chết mà thôi. Vẻ mặt của nho sĩ trung niên càng trở nên lạnh lùng, sự việc quan trọng, ông ta nào dám qua loa dù chỉ một chút. Một khi thật sự giống như những gì ông ta nghĩ, vậy thì thứ bị tiêu diệt sẽ không chỉ là cả Đông Vực, e rằng ba khu vực còn lại cũng sẽ bị liên lụy, tới lúc đó, cả vùng ngoài lãnh thổ đều sẽ biến thành địa ngục trần gian. Tới lúc đó, nơi này sẽ không còn bất cứ loài vật gì có sức sống nữa, những cao thủ vùng ngoài lãnh thổ đang ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ đều sẽ vĩnh viễn bị nhốt tại vùng ngoài vũ trụ, vừa không thể trở về vùng ngoài lãnh thổ, vừa chẳng có cách nào trở về thế tục. Kết quả như vậy, bất cứ ai cũng không muốn nhìn thấy. Tên Tiêu Chính Văn đáng chết, vậy mà, Đổng Thừa cực kỳ không cam tâm nghiến răng nghiến lợi, ông ta không cam tâm thả cho Tiêu Chính Văn rời đi như thế, nhưng mệnh lệnh của nho sĩ trung niên, ông ta cũng không dám không nghe theo. Người đâu, mở đường qua lại, Đổng Thừa nghiến răng căn dặn. Chẳng bao lâu sau, chỉ thấy một tia sáng huyền ảo lóe lên từ trang viên Đổng Thừa, sau đó trên bầu trời cũng hình thành một lối qua lại cực lớn. Khi con đường qua lại được hình thành thì cũng chậm rãi kéo dài về phía Tiêu Chính Văn. Mà Tiêu Chính Văn lại chẳng buồn liếc nhìn lấy một lần, vẫn đang nhắm mắt ngồi đó. Lúc này, địa vực bị tử khí bao vây ngày càng trở nên rộng hơn, ngay cả lãnh đạo cấp cao của Thiên Đạo Minh Ước cũng vì thế mà kinh động. Đổng Thừa, còn không để cho cậu ta mau chóng rời đi. Một giọng nói hùng hồn đột nhiên vang lên giữa không trung, khiến cho Đổng Thừa chấn động tới độ tai ê dần. Hai mắt cũng hoa hết cả lên. Chương 3711 giọng nói này chấn động đất trời, ngay cả gia chủ đương nhiệm của nhà họ Khổng cũng bị dọa cho giật nảy mình. Thiên Đạo Minh Ước đã hoàn toàn nổi điên rồi, nếu như còn không mau chóng để cho Tiêu Chính Văn rời khỏi vùng ngoài lãnh thổ, ngay tới nhà họ Khổng cũng sẽ bị liên lụy, vậy nên sau khi giọng nói đó vang lên, gia chủ của nhà họ Khổng mới truyền đạt lại thêm lần nữa. Hạn cho ông ba hơi thở. Bắt buộc phải để cho Tiêu Chính Văn rời khỏi vùng ngoài lãnh thổ. Gia chủ nhà họ Khổng vừa nói dứt lời, vô số luồng khí tức khủng bố lập tức khóa chặt lấy Đổng Thừa. Dọa Đổng Thừa toát mồ hôi như mưa, vội vàng thúc giục thuộc hạ mau chóng mở đường qua lại, thả cho Tiêu Chính Văn đi. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại chẳng hề có ý dừng tay, khí tức vẫn đang điên cuồng bạo phát, không ít cao thủ ở cảnh giới nhân vương cũng đều lở loét khắp người, ngã trên mặt đất không thể dậy nổi. Tiêu Chính Văn, chuyện gì cũng đừng nên đuổi cùng giết tuyệt. Không ít gia tộc lớn ở vùng ngoài lãnh thổ gần như đều lên tiếng nói với Tiêu Chính Văn cùng một lúc. Là mấy người muốn đuổi cùng giết tuyệt Tiêu Chính Văn tôi mới đúng chứ? Giọng nói của Tiêu Chính Văn cũng vang vọng khắp khoảng không, trực tiếp đáp trả lại thế hệ lão làng của mấy thế gia kia. Chỉ cần Hoa Quốc có chút bất chắc gì, vùng ngoài lãnh thổ sẽ hoàn toàn biến thành vùng đất chết. Tất cả mấy người đều phải chôn theo Hoa Quốc, trong mắt Tiêu Chính Văn bừng bừng sát khí. Lời này vừa được thốt ra, gần như tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc, bọn họ tin với tính khí của Tiêu Chính Văn, nhất định sẽ nói được làm được. Lúc này, ngoại trừ cầu mong Hoa Quốc tuyệt đối đừng xảy ra chuyện lớn gì ra, dù là thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ cũng đành bó tay. Đổng Thừa, còn không mau mời cậu Tiêu đứng dậy, trên bầu trời lại vang lên giọng nói sắc lạnh kia. Mời cậu ta đứng dậy ư? Đổng Thừa nghiến răng, đây rõ ràng là một sự sỉ nhục quá lớn. Bảo Đổng Thừa ông ta xuống nước khép nép với một hậu bối hả? Dù có chết cũng không làm nổi. Nho sĩ trung niên đứng bên cạnh quay đầu nhìn về phía Đổng Thừa, nói, Đổng Thừa, còn không mau nhận tội với Tiêu Chính Văn, để cho cậu ta mau chóng rời khỏi vùng ngoài lãnh thổ. Lời này vừa được thốt ra, Đổng Thừa hoàn toàn ngơ ngác. Nho sĩ trung niên này đại diện cho nhà họ Khổng, đồng thời cũng đại diện cho lãnh đạo cấp cao của nhà họ Đổng bọn họ. Bảo tôi đi nhận tội với cậu ta. Đổng Thừa tôi thì có tội, đây không chỉ là ý của nhà họ Khổng tôi, lẽ nào nhà họ Đổng mấy người còn muốn đối kháng với Thiên Đạo Minh Ước sao? Chọc giận Thiên Đạo Minh Ước, ông sẽ trở thành tội nhân của nhà họ Đổng. Nho sĩ trung niên lạnh lùng uy hiếp. Thế nhưng, không có nhưng nhị gì hết, ông cũng nghe thấy rồi. Hạn cho ông mời Tiêu Chính Văn đi trong vòng 3 nhịp thở, nếu không thì nhà họ Đổng của ông sẽ không còn tồn tại nữa đâu, trong mắt của nho sĩ trung niên lóe lên hai tia sáng sắc lạnh. Đổng Thừa nghe vậy thì chống ngực đập liên hồi,
đối diện với nho sĩ trung niên, ông ta cũng chỉ dám nổi giận chứ không dám nói. Nếu như ông ta thật sự nhận tội với Tiêu Chính Văn thì sau này làm gì có ai coi ông ta ra gì nữa. Gương mặt già nua này của ông ta còn biết giấu đi đâu. Chuyện Bạch Ngọc Trinh dẫn Tiêu Chính Văn tới xin đồng thừa giúp đỡ khi trước nhất định ai ai cũng biết cả rồi. Ban đầu người ta chủ động cầu khẩn, ông ta mặc kệ Tiêu Chính Văn đứng bên ngoài cửa, hiện giờ lại phải khép nép đi mời. Quá nhục nhã. Mấu chốt nhất là việc đồng thừa nhận tội với Tiêu Chính Văn không chỉ đại diện cho một mình ông ta mà còn là cả nhà họ Đồng. Chuyện này chẳng khác gì cả nhà họ Đồng đều phải cúi đầu nhận thua trước Tiêu Chính Văn. Đồng thừa sao có thể nuốt trôi cục tức này? Tôi không nhận tội thì định làm gì tôi? Trầm mặc hồi lâu, đồng thừa cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Vậy thì ông thử nghĩ xem Thiên Đạo Minh Ước đối đãi với Hạng Vũ như thế nào? Khắp người từ trên xuống dưới bị chém sống bởi 78.000 mũi dao, gần như mỗi một lỗ chân lông đều phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Nếu như ông tự nhận mình hơn Hạng Vũ, vậy thì có thể không cần bận tâm tới chuyện này. Nho sĩ trung niên cười lạnh lùng nhắc nhở. 78.000 nhát dao, chỉ mới nghe tới con số này thôi đã khiến cho đồng thừa tê hết cả da đầu. Thiên Đạo Minh Ước lập ra và chuyên dùng loại hình phạt này để với những kẻ mang tội lớn hoặc công khai đối đầu với Thiên Đạo Minh Ước. Từ cổ chí kim, cũng chỉ có một mình Hạng Vũ là từng phải chịu đựng loại cực hình này. Năm đó ông ta cũng có mặt quan sát, đừng nói là bảo ông ta chịu đựng cảm giác đau khổ đó, chỉ cần nghĩ thôi cũng sẽ cảm thấy khiếp sợ. Ngoại trừ Hạng Vũ ra thì căn bản chẳng thể nào có người thứ hai dám chịu đựng loại đau đớn này. Đồng thừa ông ta cũng không có cái dũng khí đó. Được, giờ tôi sẽ đi nhận tội với Tiêu Chính Văn. Đồng thừa nghiến răng, không còn cách nào khác, chỉ đành chắp tay bái lạy với Tiêu Chính Văn, nói cậu Tiêu, không, vua Bắc Lương. Trước đây đều là đồng thừa tôi có mắt không thấy Thái Sơn, vẫn mong vua Bắc Lương đại nhân đại lượng. Giọng nói của đồng thừa vang vọng khắp khu vực phía đông, tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc, đó là đồng thừa đó. Mặc dù cảnh giới của ông ta vẫn luôn dậm chân tại chỗ, thế nhưng ông ta là đại diện cho nhà họ Đồng. Hơn nữa, ông ta còn là ân nhân cứu mạng của Lữ Bố, hiện tại ngay cả đồng thừa cũng phải cúi đầu nhận sai trước Tiêu Chính Văn. Khóe miệng của Tiêu Chính Văn lại nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng, bình thản lên tiếng nói to hơn một chút, tôi không nghe rõ. Vua Bắc Lương, đều do đồng thừa tôi có mắt như mù, vẫn mong vua Bắc Lương đại nhân đại lượng. Mau chóng rời khỏi vùng ngoài lãnh thổ. Lần này đồng thừa đã nói to hết cỡ, giọng nói khiến cho cả vùng ngoài lãnh thổ phải chấn động. Không chỉ có khu vực phía đông, ngay cả khu vực phía tây và phía bắc cũng có không ít người quen biết đồng thừa, càng biết tới uy danh của ông ta. Khoảnh khắc này, gần như quá nửa vùng ngoài lãnh thổ đều bị kinh động rồi, tất cả mọi người đều không dám tin vào tai của mình, đồng thừa lại nhận tội với Tiêu Chính Văn của thế tục sao. Thế nhưng giọng nói ban nãy rõ ràng chính là của đồng thừa, hơn nữa ông ta quả thực cũng đang khép nép cầu xin Tiêu Chính Văn. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên trong lịch sử, dù là Hạng Vũ năm đó thì cũng chẳng thể khiến cho người của Thiên Đạo Minh Ước cúi đầu quy phục. Lại còn mất luôn cả tính mạng của mình, mà lần này, bề ngoài là nhà họ Đồng cúi đầu trước Tiêu Chính Văn, mà phía sau lưng nhà họ Đồng lại chính là Thiên Đạo Minh Ước, chính là nhà họ Khổng. Cũng có thể nói. Ngay tới Thiên Đạo Minh Ước cũng đang nhận tội trước Tiêu Chính Văn. Tên Tiêu Chính Văn này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có thể khiến cho nhà họ Đồng cúi đầu nhận sai. Cậu thanh niên trong truyền thuyết của thế tục khi trước chắc chính là cậu ta nhỉ. Không ngờ ngay cả Thiên Đạo Minh Ước cũng bị cậu ta ép tới nước này. Lúc này, không ít người đều đang nhỏ giọng bàn tán về chuyện này. Nếu như nói khi trước Tiêu Chính Văn chỉ mới nổi danh ở trong thế tục mà thôi, vậy thì hiện tại, uy danh của Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn lan truyền khắp vùng ngoài lãnh thổ rồi. Không chỉ là mấy thế gia bên phía Hoa Quốc đều biết tới sự lợi hại của Tiêu Chính Văn, ngay cả mấy gia tộc lâu đời bên phía Âu Lục và Mỹ Lục cũng không thể không nhìn nhận lại Tiêu Chính Văn. Khi trước ở trong mắt bọn họ, Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ là một con đom đóm bé nhỏ mà thôi, chút ánh sáng đó căn bản không đủ để khiến cho bọn họ coi trọng. Thế nhưng hiện tại, Tiêu Chính Văn đã giống như vầng trăng giữa khoảng không, khiến cho bọn họ căn bản chẳng thể với tới. Thiên Đạo Minh Ước không chỉ là một thế lực rất mạnh ở Hoa Quốc mà ở vùng ngoài lãnh thổ, tay sai cũng được bố trí khắp nơi, người có thể khiến cho Thiên Đạo Minh Ước quy phục nào phải loại tầm thường. Lần này, Thiên Đạo Minh Ước cũng phải tự làm tự chịu thôi. Lần này,
Trên một ngọn núi cao, một ông lão tóc trắng cao ngạo đứng đó, khắp người ông ta đều phát ra một cỗ khí tức kinh thiên. Hơn nữa cỗ khí tức cường đại sắp sửa tiến vào đế cảnh căn bản chẳng thể che giấu. Thế nhưng bất cứ người nào tới được cảnh giới giống như ông ta, có ai không phải là nhân vật lớn chấn giữ một phương? Cũng có ai không phải anh hùng hào kiệt lưu danh sử sách? Dù gì ngay cả loại người như Đổng Thừa cũng nổi danh ở vùng ngoài lãnh thổ, huống hồ là ông ta. Không ngờ thiên đạo minh ước lại bị một thằng danh nhỏ tuổi làm cho phải đầu hàng khuất phục. Xem ra chúng ta đều già rồi. Bên trên một chòi nghỉ mát, một ông lão tóc trắng buông quân cờ trong tay xuống, ánh mắt ưu tư nhìn về phía xa. Tên này quả thực hơi vượt quá dự liệu của chúng ta rồi, thế nhưng quá cứng thì dễ gãy, càng là người cường thế như cậu ta thì sẽ càng chuốc lấy nhiều tai họa chết chóc. Thiên đạo minh ước nào có dễ ức hiếp như vậy? Ngay cả Hạng Vũ cũng chết thảm trong tay thiên đạo minh ước. Ôi, cậu ta vẫn còn quá trẻ, một ông lão mặc áo dài màu đen bên cạnh lắc đầu thở dài. Bảo tôi rời khỏi vùng ngoài lãnh thổ, không phải là không thể, chỉ cần ông quỳ tiễn 10 dặm, Tiêu Chính Văn tôi tuyệt đối không ở lại vùng ngoài lãnh thổ thêm một giây, Tiêu Chính Văn lại lên tiếng. Cái gì, bảo Đổng Thừa quỳ tiễn 10 dặm, Tiêu Chính Văn, cậu đừng có ức hiếp người thái quá. Tôi, không đợi Đổng Thừa nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã lạnh lùng ngắt lời, nói, nếu như không lo lắng tới sự được mất của Hoa Quốc, ông cho rằng chuyện ngày hôm nay có thể bỏ qua như vậy hay sao? Nhà họ Đổng ông không tầm thường, Tiêu Chính Văn tôi cũng không phải tùy tiện loại người nào cũng có thể ức hiếp được. Giọng nói của Tiêu Chính Văn lại vang lên, vang vọng khắp cả vùng ngoài lãnh thổ. Thế nhưng không có ai cho rằng Tiêu Chính Văn đang nói quá. Dù gì một khi khu vực chết chóc đáng sợ đó được hình thành, cả vùng ngoài lãnh thổ đều sẽ biến thành chỗ chết. Lúc này, Đổng Thừa đã tức tới độ đầu ong ong, hai mắt cũng hoa cả lên. Ông ta đã không quan tâm tới thể diện nhận tội với Tiêu Chính Văn, thế nhưng Tiêu Chính Văn thì hay rồi, anh được voi đòi tiên, còn muốn bắt ông ta đích thân quỳ tiễn 10 dặm. Ông Khổng, ông cũng nghe thấy rồi, cậu ta bảo tôi quỳ xuống. Còn phải quỳ tiễn cậu ta 10 dặm, sắc mặt Đổng Thừa âm trầm tới độ gần như muốn nhỏ ra máu. Đổng Thừa, đây vốn dĩ chính là chuyện do ông tự chuốc lấy, ý định của nhà họ Khổng là bảo ông kết giao lôi kéo, mà ông thì sao? Ông cảm thấy mọi hành vi của mình có thể qua được khỏi tai mắt của nhà họ Đổng và nhà họ Khổng hay sao? Tôi đã không ngừng cảnh cáo ông, đối đãi với Tiêu Chính Văn phải khách khí một chút, ông không chịu nghe theo nên mới gây nên họa lớn như vậy, nếu cậu ta đã bảo ông quỳ, vậy thì ông quỳ đi. Nho sĩ trung niên bất lực lắc đầu. Cậu ta bảo ông quỳ, vậy thì ông quỳ đi. Đổng Thừa nghe thấy câu nói này thì gan mật như muốn nứt toác ra, tức sùi bọt mép. Quỳ hoàn toàn khác với nhận tội, ông ta mà quỳ xuống, sau này còn biết ngẩng đầu lên làm người kiểu gì đây. Thế nhưng đối diện với ánh mắt của nho sĩ trung niên, Đổng Thừa nào dám phản kháng. Chỉ thấy hai đầu gối của ông ta khom lại, dầm một tiếng quỳ luôn xuống. Cậu Tiêu, xin cậu đại nhân đại lượng, đừng so đo với Đổng Thừa tôi làm gì. Đổng Thừa mếu máo, gương mặt già nua trở nên đỏ tía, nước mắt lâng lâng trong vành mắt. Sớm biết có ngày này, sao ban đầu lại làm thế? Mãi tới khoảnh khắc này, Tiêu Chính Văn mới thu hồi khí tức, tử khí vô biên đó từ từ lui đi, rất nhanh, cả vùng ngoài lãnh thổ lại bừng bừng sức sống. Mà bên phía Hoa Quốc, lúc này đã đứng bên bờ vực sụp đổ từ lâu. Gia tộc Bắc Kinh Hồ chậm rãi hóa ra tại Long Kinh, bóng dáng của Kadi và Odessa cũng ngày càng trở nên rõ nét hơn. Cả Hoa Quốc, núi sông chấn động. Vô số thần quang xuyên qua tầng mây đen dày kịt rồi chiếu xuống mặt đất. Một cỗ khí tức bức người trực tiếp bao trùm lên mỗi một tấc đất phía bên dưới, tất cả mọi người đều cảm nhận được cảm giác nghẹt thở. Mà bên trên vùng mỏ ở phía tây bắc, Lý Uy đang bị người ta ép chặt bên trên mặt đất, Bưu cười lạnh lùng nhìn Lý Uy đang giãy giụa bên dưới. Lý Thi Thi cũng bị một vệ sĩ mặc đồ đen túm lấy tóc, đẩy về phía Lóc đang đứng bên cạnh. Mấy người thả tôi ra, trong mắt Lý Thi Thi ngập tràn nỗi căm hận, giãy giụa hết sức, thả chết cũng không chịu khuất phục. Tôi khuyên cô đừng giãy giụa vô ích nữa, nếu không thì anh trai cô sẽ chỉ chết rất thảm mà thôi. Lóc giơ chân lên rồi đạp thẳng xuống bụng của Lý Uy. Mấy người sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, vua Bắc Lương nhất định sẽ lấy lại công bằng cho chúng tôi, Lý Uy phun ra một ngụm máu tươi, gồng mình gào lên. Ha ha! Anh vẫn còn nhớ đến tên vua Bắc Lương kia à? Nói thật cho anh biết nhé,
Tiêu Chính Văn vĩnh viễn không quay lại được nữa rồi. Dù Tiêu Chính Văn vẫn còn ở Hoa Quốc thì hắn dám làm gì tôi? Tôi là tay sai của gia tộc Bắc Kinh Hồ, Tiêu Chính Văn chỉ xứng đáng xách dép cho tôi mà thôi, Lock cười thâm độc nói. Lời nói của Lock khiến Lý Uy vô cùng tuyệt vọng. Lẽ nào vua Bắc Lương thật sự bị nhốt ở vùng ngoài lãnh thổ, không có ai đến cứu Hoa Quốc thật sao? Nhưng nghĩ lại, cho dù Tiêu Chính Văn ở Hoa Quốc thì đã sao? Dù sao anh ta cũng chỉ là một người dân bình thường. Vua Bắc Lương bận trăm công nghìn việc, sao có thể có thời gian quan tâm đến một người bình thường như anh ta? Anh ta còn không thể chạm tới Bill và Locke, so về gia thế, bọn họ đều có thể đè bẹp anh ta như một con kiến. Huống chi bây giờ vua Bắc Lương cũng không ở trong giới thế tục. Anh cho rằng vua Bắc Lương là ai chứ? Hắn có thể lo hết chuyện trên thiên hạ này sao? Anh đề cao bản thân, đề cao Tiêu Chính Văn quá rồi đấy. Locke nhấc chân lên, dẫm lên đầu Lý Uy, bật ra một tiếng cười hung dữ. Hắn nói không sai, bình thường, hàng ngày, những chuyện như thế này không biết xảy ra bao nhiêu lần. Thậm chí mỗi ngóc ngách lúc nào cũng có người bị ức hiếp. Cho dù Tiêu Chính Văn có ba đầu sáu tay thì cũng không thể làm được gì. Có câu người thiên hạ quản chuyện thiên hạ, nhưng một mình Tiêu Chính Văn sao có thể quản hết mọi chuyện được. Mỗi ngày đều có hàng trăm nhân vật nhỏ bé như Lý Uy chết vì tai nạn giao thông, ai mà quan tâm đến sự sống chết của bọn họ. Số phận của tầng lớp dưới đáy xã hội, giống như đám cỏ dại bên đường, có thể kết thúc một cách vô tình bất cứ lúc nào. Không, Lý Thi Thi đột nhiên hét lớn, vua Bắc Lương chắc chắn sẽ bảo vệ chúng tôi. Cho dù là đối mặt với năm đại danh sơn, vua Bắc Lương cũng sẽ đứng về phía chúng tôi. Ha ha ha, Bill và Locke cười lớn. Các người ngẩng đầu nhìn xem đó là cái gì. Đó là gia tộc Bắc Kinh Hồ vĩ đại, cho dù Tiêu Chính Văn ở đây thì hắn dám trở thành kẻ thù của gia tộc Bắc Kinh Hồ sao? Năm đại danh sơn ở Hoa Quốc các người chẳng là gì trước mặt gia tộc Bắc Kinh Hồ. Lũ kiến như các người sẽ không bao giờ hiểu được gia tộc Bắc Kinh Hồ vĩ đại đến cỡ nào đâu. Đó không chỉ là người khai sáng ra võ đại Âu Lục, mà còn là người lập ra Âu Lục. Tiêu Chính Văn chỉ như hạt bụi trước mặt gia tộc Bắc Kinh Hồ mà thôi. Lóc nhìn về phía gia tộc Bắc Kinh Hồ với vẻ kính trọng. Bất kể là ai, chỉ cần vua Bắc Lương biết được chuyện này thì nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chúng tôi. Cô ấy tin Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ quay lại giúp đỡ bọn họ. Vua Bắc Lương ở Hoa Quốc không chỉ là một danh hiệu, mà còn là niềm tin của tất cả người dân Hoa Quốc. Chỉ cần người dân Hoa Quốc gặp nạn, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ xuất hiện. Hừ, chắc cô còn chưa tỉnh ngủ nhỉ. Nếu vậy, để tôi giúp cô tỉnh táo lại. Nói xong, Lock đột nhiên giơ tay tát mạnh lên mặt Lý Thi Thi. Chẳng phải cô nói Tiêu Chính Văn sẽ đến giúp cô sao? Cô gọi hắn tới đi. Tôi muốn xem hắn dám làm gì tôi, Lock đột nhiên trở nên hung dữ. Chẳng phải cô nói Tiêu Chính Văn sẽ tới cứu cô sao? Được tôi sẽ cho cô thấy anh trai cô chết thảm trước mặt cô. Bill nói xong liền lấy một con dao găm sáng loáng từ vệ sĩ mặc áo đen bên cạnh, đi về phía Lý Uy. Cùng lúc đó, gia tộc Bắc Kinh Hồ đã hoàn toàn lộ diện. Cady tiến lên một bước, bay thẳng lên bầu trời phía Long Kinh. Sau lưng hắn, Odessa cũng bước ra, khí thế ngất trời, hai mắt như tia sét, xẹt qua bầu trời Long Kinh. Làm thế nào đây, Long Vương không ở đây thì ai có thể ngăn cản ông ta? Long Nguyệt cắn răng nói, tay nắm chặt thành quyền. Không lo nổi nhiều chuyện như vậy được nữa, chúng ta cùng lên. Long Ngao nói xong, liền cùng Long Hình bay lên trời. Các vị, kẻ giết thế tử Âu Lục của các người nhà Tư Mã Tư, không liên quan gì đến Hoa Quốc chúng tôi. Oan có đầu, nợ có chủ, mong các vị đừng gây thêm rắc rối. Long Hình lạnh lùng nhìn hai người ca đi. Hừ! Các người là cái thá gì mà dám lên tiếng trước mặt tôi? Cady lạnh lùng nói. Một luồng khí tức mạnh mẽ ập đến, ngay cả Long Hình và Long Ngao cũng không thể ngẩng đầu lên được. Dù sao đối phương cũng cao hơn bọn một tầng cảnh giới, khoảng cách giữa một tầng cảnh giới nhân vương vô cùng to lớn. Cho dù Long Ngao và Long Hình có sức chiến đấu phi thường, nhưng bọn họ cũng suýt phun ra máu khi đối mặt với uy lực mạnh mẽ này. Long Nguyệt ở bên cạnh đang định ra tay giúp đỡ. Lại bị ánh mắt của Odessa khóa chặt tại chỗ, không thể động đậy. Các người còn chưa tới 30 tuổi, tư chất quả thực không tệ. Odessa nhìn đám người Long Ngao với ánh mắt rực lửa. Lúc này,
uy lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, giống như một vị thần từ trên trời giáng xuống, vô cùng ngạo nghễ. Các người định tấn công Hoa Quốc sao? Long Hình bước lên, tức giận hỏi. Đâu chỉ là tấn công, Ca Đi kiêu ngạo liếc nhìn Long Hình, chế nhạo, thế tử Âu Lục của chúng tôi sao có thể chết oan được? Đó là lỗi của Hoa Quốc các người, cho nên cả đất nước sẽ phải chôn theo. Cái gì? Đám người Long Hình vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, hôm nay, thiên tử Hoa Quốc nhất định phải quỳ xuống tạ lỗi với những vị thế tử Âu Lục đã chết. Giọng nói của Odessa lạnh như băng, vô cùng khí thế. Hắn vừa nói xong, mặt đất Long Kinh nứt lìa, vô số tòa nhà cao tầng sụp đổ ngay lập tức. Đối với bọn họ, hủy hoại thủ đô của Hoa Quốc chỉ là chuyện nhỏ. Tổng tư lệnh Tần, chúng ta có cần nổ súng với bọn họ không? Vài sĩ quan của Hắc Băng Đài xông vào phòng làm việc của Tần Vũ. Tần Vũ lắc đầu, nói với vẻ tuyệt vọng, nổ súng thì có thể làm gì? Ngay cả Long Ngao cũng bị ép không ngẩng đầu lên được. Điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ là chờ đợi. Đợi, vài sĩ quan kinh ngạc nhìn Tần Vũ. Đúng vậy, đợi Tiêu Chính Văn. Tôi tin cậu ấy nhất định sẽ trở về, Tần Vũ nói một cách chắc chắn. Nguy hiểm bao trùm toàn bộ Long Kinh, ở khu mỏ phía tây bắc cách đó hàng ngàn km. Lóc người nhìn thấy cảnh này thì nhìn anh em nhà họ Lý nói với vẻ chế nhạo, các người nhìn thấy rồi chứ. Ngay cả Tiêu Chính Văn còn không dám ló mặt ra. Đất nước của các người sẽ bị hủy diệt nhanh thôi. Lý Uy và Lý Thi Thi lạnh lùng nhìn Lóc, giờ phút này, bọn họ dù có chết cũng không chịu cúi đầu trước hai tên da trắng này. Vua Bắc Lương, xin hãy báo thù cho chúng tôi. Đúng vậy, hãy báo thù cho chúng tôi. Hai anh em đồng thanh hét lên. Lúc này, Tiêu Chính Văn vừa bước vào con đường, mơ hồ nghe thấy tiếng hét của hai anh em bọn họ, liền nhíu mày. Cùng lúc đó, Ca Đi đang đứng kiêu hãnh trên Long Kinh cũng lạnh lùng nhìn về hướng Long Các, nói, nếu Hoa Quốc các người không muốn biến thành núi xác biển máu thì mau bảo thiên tử cúi đầu bái lại những vị thế tử đã chết của Âu Lục đi. Để an ủi các vị thế tử trên thiên đàng của chúng tôi. Ca Đi vừa nói xong, dường như cả bầu trời sụp xuống, bao trùm toàn bộ Long Các. Đám người Long Thất bao quanh thiên tử, cảnh giác nhìn Ca Đi trên không trung. Lui ra, thiên tử bình tĩnh nói. Sau đó bình thản bước ra khỏi đại điện, đến trung tâm quảng trường Long Các, đứng với dáng vẻ kiêu ngạo. Khi ánh mắt của Ca Đi và thiên tử chạm vào nhau, hắn chỉ thấy được sự quyết đoán trong ánh mắt của thiên tử. Thân là thiên tử Hoa Quốc, trên lạy trời đất, dưới lạy bố mẹ, cho dù bị đánh đến thịt nát xương tan, cũng sẽ không bao giờ chịu cúi đầu trước bất kỳ ai. Anh, Ca Đi lạnh lùng nhìn thiên tử, sát khí ngưng tụ lại xung quanh hắn. Nhưng thiên tử không hề sợ hãi, mà nhìn Ca Đi, nói, 300 năm trước, cả thiên hạ quỳ gối dưới uy lực của Hoa Quốc chúng tôi, 300 năm sau, đám nô lệ Âu Lục các người cũng đừng hòng khiến Hoa Quốc quy phục. Lời nói của thiên tử đại diện cho cả Hoa Quốc, đó cũng là tiếng lòng của người dân Hoa Quốc. Người dân Hoa Quốc sao lại phải phục tùng vài tên nô lệ Âu Lục? Lúc này, trong hầm mỏ phía tây bắc truyền ra lời nói của thiên tử, hai anh em Lý Uy đều vô cùng kinh ngạc. Mặc dù bọn họ chỉ là nhân vật nhỏ không đáng nhắc tới, thậm chí cho dù bọn họ chết thì cũng chẳng ai biết bọn họ là ai. Nhưng họ cũng là con cháu của rồng. Sao có thể phục tùng Âu Lục? Hừ, không phục tùng thì sao? Trên đất Hoa Quốc không nên còn ai sống nữa, Lóc đột nhiên ra tay, đập vỡ loa đài truyền hình trên hầm mỏ. Bill đi về phía anh em Lý Uy với nụ cười hung hãn, ánh mắt phóng túng của hắn đã nói lên tất cả. Lý Thi Thi khẽ nhắm mắt lại, dù có chết, cô ấy cũng sẽ không để hai tên nô lệ Âu Lục này làm ô uế mình. Đúng lúc này, một luồng khí tức cuồng bạo đột nhiên phóng về phía tây bắc. Tiêu Chính Văn bước xuống, mặc dù vẫn chưa bước ra khỏi thông đạo, nhưng giọng nói của Tiêu Chính Văn truyền đến rất rõ ràng. Kẻ nào dám xúc phạm người dân Hoa Quốc đều sẽ phải chết. Lóc và Bill cũng nghe thấy giọng nói này, đồng thời quay lại nhìn. Ngay khi bọn họ vừa quay đầu lại, hơn chục đạo huyết quang đã phóng đến trước mặt bọn họ. Mười mấy tên vệ sĩ áo đen phía sau nổ tung thành vô số mảnh thịt vụn. Chỉ là đám nô lệ mà cũng dám hung hăng trên lãnh địa Hoa Quốc. Thật đáng chết, vừa dứt lời, một đạo huyết quang lại phóng ra, dòng máu nóng bắn khắp người khắp mặt Lóc. Cho đến khi chết, Bill cũng không thể tin tất cả những điều này là sự thật, Tiêu Chính Văn đã thực sự trở lại. Lóc ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên không trung,
một bóng hình cường tráng từ không trung lao ra. Lũ nô lệ Âu Lục, tính mạng như lũ kiến mà cũng dám ức hiếp người dân Hoa Quốc ư? Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, khiến Lóc quỳ gục xuống đất, cả người run lên, hắn thậm chí còn không có dũng khí ngẩng đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Tôi nói toàn bộ người trong Âu Lục đều như con chó rẻ rách, anh đồng ý không? Tiêu Chính Văn giơ chân dẫm lên đầu Lóc. Tôi đồng ý, tính mạng của người Âu Lục chúng tôi rẻ như chó. Không không không, mạng của chúng tôi không bằng con chó. Cầu xin anh, tha, dầm. Hắn còn chưa kịp nói xong, đôi giày da của Tiêu Chính Văn đã dẫm nát đầu hắn. Kiến không có quyền nói chuyện. Nói xong, Tiêu Chính Văn bước tới chỗ hai anh em đang há hốc mồm kinh ngạc, đưa tay đỡ họ dậy. Người dân Hoa Quốc, bất kể là ở đâu, đều là cao quý nhất. Sự kiên trì của hai người rất đáng quý. Nói xong, Tiêu Chính Văn xoay người bước vào khoảng không, chỉ để lại còn lại hai anh em họ một bóng hình. Vua Bắc Lương vừa tới cứu chúng ta ư? Lý Uy ngẩn người tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, một bóng người như xia chớp xuyên qua bầu trời đêm, phóng về phía Long Kinh. Dám yêu cầu thiên tử Hoa Quốc tạ tội, gan chó cũng to thật đấy. Tôi muốn xem thử, trong Âu Lục, ai có thể chịu nổi cơn thịnh nộ của Hoa Quốc? À, giọng nói này không chỉ vang dội khắp Hoa Quốc, mà còn vang dội cả thế giới. Giọng nói đó giống như tiếng sét nổ bên tai mọi người, chấn động cả bầu trời. Hừ, chỉ là nhân vương cấp 5, ai cho anh can đảm nói ra những lời hỗn láo như vậy trước mặt quý tộc Âu Lục chứ? Giọng nói của Kadi vang lên. Lúc này, Tiêu Chính Văn cách Long Kinh chưa đầy 100 km, khí thế của Tiêu Chính Văn tỏa ra, khuấy động mưa gió. Cậy mạnh hiếp yếu. Dám bảo thiên tử Hoa Quốc quỳ xuống tạ tội, các người lấy đâu ra dũng khí đấy hả? Vừa dứt lời, thân hình của Tiêu Chính Văn đã bay đến trên bầu trời Long Kinh. Mỗi bước đi của Tiêu Chính Văn, khí tức đều tăng lên một cấp bậc. Nhân vương cấp 6, nhân vương cấp 7, nhân vương cấp 8, mỗi một bước tiến lên, Tiêu Chính Văn sẽ đột phá một cảnh giới. Nhìn thấy cảnh này, Kadi và Odessa đều cau mày. Mỗi bước tiến lên của Tiêu Chính Văn, hào quang xung quanh đều mạnh hơn. Bầu trời tràn ngập ánh sáng, vô số luồng ánh sáng đột nhiên bùng nổ sáng chói sau lưng Tiêu Chính Văn. Nhân hoàng, sắc mặt của đám người gia tộc Bắc Kinh Hồ thay đổi đáng kể. Trong mấy nghìn năm qua, có rất nhiều người vượt qua cảnh giới nhân hoàng, nhưng chưa có ai nhàn nhã như Tiêu Chính Văn. Chỉ trong một bước, đã vượt qua cả một ranh giới to lớn. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Dầm. Tiêu Chính Văn lại tiến thêm một bước, khí tức của nhân hoàng cấp 2 tỏa ra. Chỉ một bước chân, Tiêu Chính Văn lại đột phá. Tiêu Chính Văn luôn không đột phá, mà chỉ dừng lại ở nhân vương cấp 5, chính là để chờ lĩnh ngộ quy chân. Nhưng khi Tiêu Chính Văn đã lĩnh ngộ được quy chân, cảnh giới hiện tại cũng như một tờ giấy dán cửa sổ, chỉ cần cọc vào sẽ xé rách. Bùm, khí tức của Tiêu Chính Văn lại đột ngột thay đổi. Lúc này, ngay cả Kadi và Odessa cũng choáng váng. Khí tức của cảnh giới nhân hoàng cấp 3 khiến cả thế giới náo động. Khí tức đáng sợ đó như thể muốn xé nát trời đất một phương, vô số luồng sáng xung quanh gần như làm mù mắt tất cả mọi người. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc, Tiêu Chính Văn lại tiến thêm hai bước, cảnh giới đã dừng lại vững vàng ở nhân hoàng cấp 5. Chẳng phải các người nói muốn chúng tôi tạ lỗi sao? Thánh huyết của Đế Tuấn vốn là của Hoa Quốc. Vậy mà Âu Lục các người vẫn muốn nhúng tay vào, vậy có phải các người nên xin lỗi Hoa Quốc không? Giọng nói của Tiêu Chính Văn lạnh như băng, ánh mắt không mang theo chút cảm xúc nào. Anh định làm gì? Kadi bị khí tức mạnh mẽ của Tiêu Chính Văn trấn áp đến mức không thể ngẩng đầu lên, khó khăn lắm mới nói được vài từ. Chẳng thế nào cả, tất cả người của Âu Lục và Mỹ Lục đều phải giảm rút ngắn tuổi thọ đi 30 năm. Để tăng thêm phước thọ cho người dân Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, trên đầu anh đột nhiên xuất hiện một hình thái cực âm dương khổng lồ, một luồng ánh sáng trắng phóng ra từ trung tâm thái cực âm dương. Bỗng chốc, luồng ánh sáng đó quét sạch toàn bộ Âu Lục và Mỹ Lục. Tất cả người Âu Lục và Mỹ Lục đều già đi 30 tuổi ngay lập tức. Còn tất cả người dân Hoa Quốc đều tràn đầy sức sống trong chốc lát. Ngay cả người già bệnh nặng cũng hồi phục ngay lập tức, dường như trẻ ra 20 tuổi. Thế nào? Các người có hài lòng với kết quả này không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Kadi. Lúc này, trên trán Kadi cũng lấm tấm mồ hôi.
Trước đây bọn họ dám huênh hoang đánh giết Hoa Quốc, chính là vì cảnh giới của họ cao hơn rất nhiều so với cao thủ Hoa Quốc. Nhưng bọn họ cũng chỉ là nhân hoàng cấp 2 mà thôi. Bây giờ Tiêu Chính Văn đang đứng trước mặt bọn họ với cảnh giới nhân hoàng cấp 5, bọn họ không muốn cũng chẳng thể làm gì. Tiêu Chính Văn, anh nên biết, nếu anh tước đoạt mạng sống của tất cả mọi người Âu Lục thì chắc chắn sẽ dẫn đến một trận mưa máu ở vùng ngoài lãnh thổ, cuối cùng sẽ lan đến Hoa Quốc trong giới thế tục. Lẽ nào anh không sợ sao? Odessa cố gắng chịu đựng sự sợ hãi, nghiến răng nói. Sợ ư, từ trước đến nay, Âu Lục đều bị Hoa Quốc dẫm đạp như con kiến. Anh cho rằng người khổng lồ sẽ sợ kiến sao? Các người nói muốn Hoa Quốc tạ lỗi. Bây giờ, các người có hài lòng với cách tạ lỗi này không? Đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Tiêu Chính Văn nói xong, một luồng ánh sáng tím phóng ra từ tay áo anh. Đám cao thủ Âu Lục cùng Kadi tấn công Long Kinh đều lần lượt biến thành xương máu trong nháy mắt. Ngay cả vài vị giáo chủ trong giáo đình đều tan biến không còn một mảnh xương. Lúc này, toàn bộ thế giới đều sững sờ. Đến lúc này, đám thế gia và giáo đình ở Âu Lục mới hiểu ra, bọn họ đã động đến người không nên động vào. Thật nực cười khi bọn họ đến Hoa Quốc để gây rối. Quỳ xuống, nghe thấy hai chữ này, Kadi và Odessa bất giác quỳ xuống. Tôi nói tất cả mọi người ở Âu Lục, bao gồm cả giáo hoàng các người và người lính bình thường. Trong ba nhịp thở, ai không quỳ xuống đều sẽ chết. Vừa dứt lời, đám vệ sĩ xung quanh Kadi và Odessa lập tức hóa thành giọt máu, rơi xuống khắp bầu trời. Giọng Tiêu Chính Văn vang vọng đến từng ngóc ngách trên thế giới, cả Âu Lục đều bị chấn động nhưng cũng bị chọc giận. Chúng ta thân là vương thất, tuyệt đối không, mấy thành viên vương thất của Âu Lục chưa nói hết câu, trong không trung bỗng nổ tung, từng mảnh thịt bay đầy trời. Quên nói với các người, tôi không để ý đến việc cả Âu Lục trở thành nơi không người, ai sẽ để ý đến sống chết của đám kiến chứ? Giọng Tiêu Chính Văn lại vang lên lần nữa, cả Âu Lục đều trở nên yên lặng. Trên Âu Lục bất kể là già trẻ, phụ nữ trẻ con hay thanh niên trai tráng hay là con cháu gia tộc lớn đều quỳ xuống quay về hướng Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn chỉ nói một câu đã cắt đứt sống lưng của tất cả người Âu Lục. Vừa rồi là anh kiêu căng bảo thiên tử Hoa Quốc quỳ xuống với anh à. Tiêu Chính Văn giơ chân đá một cú. Kadi thậm chí không có cơ hội động đậy đã bị Tiêu Chính Văn đá bay từ trên không trung rơi xuống. Không để hắn kêu lên thảm thiết, Tiêu Chính Văn vung tay lên, Kadi lại bị hút ngược về. Hắn là con cả của công tước Bắc Kinh Hồ, có địa vị rất cao ở Âu Lục, lại là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 2, lần này bị gọi về thế tục là để bảo vệ Âu Lục. Hắn không chỉ đại diện cho bản thân hắn mà là cả gia tộc Bắc Kinh Hồ, đồng thời cũng đại diện cho cả Âu Lục. Ngay cả bản thân hắn cũng không ngờ Tiêu Chính Văn lại dám ra tay với hắn. Nhưng khi nhìn thấy sát khí ngùn ngụt trong mắt Tiêu Chính Văn, hắn cũng luống cuống tay chân. Qua hàng loạt hành động vừa rồi của Tiêu Chính Văn, Kadi đã nhìn ra Tiêu Chính Văn hoàn toàn không sợ các thế lực ở ngoài lãnh thổ của Âu Lục. Nếu mấy người kia của Âu Lục không quỳ xuống, e là bây giờ cả Âu Lục đã trở thành nơi không người. Người đàn ông hệt như một vị thần như vậy sẽ để tâm đến thể diện của công tước Bắc Kinh Hồ bố hắn sao? Nói thẳng ra thì công tước Bắc Kinh Hồ chẳng đáng nhắc đến với Tiêu Chính Văn. Sự cách biệt giữa hắn và Tiêu Chính Văn nào chỉ là một hai cấp bậc chứ? Hiện giờ Tiêu Chính Văn đối địch với Kadi chỉ với sức chiến đấu ở mức cảnh giới nhân hoàng cấp 5, hoàn toàn ở thế áp đảo. Đừng nói là đánh trả, lúc này hắn không dám có suy nghĩ phản kháng nữa kìa. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Kadi, chậm rãi giơ một ngón tay lên chỉ vào trán Kadi. Tha mạng, tôi sai rồi, Kadi hoảng sợ mồ hôi túa ra như mưa. Không quan tâm đến tôn nghiêm gì đó nữa, cật lực lớn giọng cầu xin tha. Cái chết hẳn chỉ là một loại giải thoát với vài người, chẳng hạn như anh hiện giờ. Vừa dứt lời ngón tay Tiêu Chính Văn bỗng lóe lên một luồng sáng vàng. Ánh sáng vàng đó đi vào trán Kadi, hắn kêu lên một tiếng than khóc cực kỳ thảm thiết. A, tha cho tôi, lúc này Kadi chỉ cảm thấy đầu mình như sắp nổ. Đau đến thấu tận xương tủy gần như khiến cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 2 là hắn sắp nghẹt thở. Cảm giác đó như thể tổ chức lại toàn bộ các mô trên người hắn lại sau khi đã bị nghiền nát, sau đó lại bị nghiền thành thịt nhão rồi lại tổ chức lại, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Tiếng hét của Cady truyền đi đến khắp các ngóc ngách trên thế giới, nhất là các cao thủ bên Âu Lục đều phải thót tim. Đó là Cady con trai cả của Bắc Kinh Hồ đấy. Odessa quỳ bên cạnh Cady cũng khiếp sợ, cả người run lẩy bẩy. Gia tộc Bắc Kinh Hồ có gan dám đến dẫm đạp núi sông Hoa Quốc dưới chân ư? Câu nói này của Tiêu Chính Văn khiến Odessa cả người mềm nhũn. Mặc dù hắn cũng là cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 2, hơn nữa bản thân cũng có địa vị nhất định ở Âu Lục. Không chỉ là nhân vật số 2 hiện giờ của gia tộc Bắc Kinh Hồ, mà còn đang bảo vệ lâu đài Versailles. Cho dù là lai lịch hay sức chiến đấu cũng làm chủ một phương. Nếu không lần này gia tộc Bắc Kinh Hồ cũng sẽ không bảo hắn đi theo Cady đến hỏi tội Hoa Quốc. Vốn dĩ bên gia tộc Bắc Kinh Hồ nghĩ chỉ cần hai cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 2 họ, cộng thêm mười mấy cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 1 nữa thì có thể tiêu diệt và trấn áp Hoa Quốc, ra oai với thế giới. Nhưng không ai ngờ được rằng Tiêu Chính Văn đột nhiên quay về từ ngoài lãnh thổ, hơn nữa còn đột phá cảnh giới nhân hoàng cấp 5 trong chốc lát. Dù cả gia tộc Bắc Kinh Hồ ra tay cũng không thể làm được gì chứ đừng nói là hai người họ. Dù sao lúc này công tước Bắc Kinh Hồ đang ở trên chiến trường ngoài vũ trụ, hoàn toàn không có thời gian để tâm đến bên thế tục này. Chỉ cần công tước Bắc Kinh Hồ không đến thì ai có thể làm được gì Tiêu Chính Văn. Cady bị Tiêu Chính Văn giày vò chết đi sống lại càng không cần nói, lúc này không có sức lực để vùng vẫy nữa là. Cách biệt về sức chiến đấu của hai bên quá lớn, đến mức Odessa không có can đảm chạy trốn. Tôi hỏi anh, Thánh Huyết Đế Tuấn của Hoa Quốc có liên quan gì đến Âu Lục các người? Âu Lục có ý định tranh giành quyền lời từ Thánh Huyết Đế Tuấn, lẽ nào không phải tranh giành công khai sao? Tiêu Chính Văn vẫn điềm tĩnh nói, nhưng trong mắt lại toát ra sát khí. Vâng, phải, Âu Lục chúng tôi không có tư cách tranh giành quyền lợi. Lúc này Odessa quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu lên giống một học sinh tiểu học phạm lỗi. Thế anh nói xem có phải họ đáng chết không, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Đáng chết, họ đáng chết, Odessa không nghĩ ngợi đã gật đầu lia lịa. Tiêu Chính Văn cười khẩy nói, đã thế thì có phải các người càng đáng chết không? À, Odessa khiếp sợ, ngẩng phát lên nhìn Tiêu Chính Văn. Chỉ thấy trong tay Tiêu Chính Văn xuất hiện luồng sáng vàng, ánh sáng đó biến thành một lưỡi dao sắc bén đánh thẳng về phía Odessa. Phụt, âm thanh vang lên, máu bắn ra tứ tung. Lại nhìn Odessa, nửa người không được vẹn toàn, máu liên tục chảy xuống dọc theo vết thương cực lớn. Lúc này cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng, ngay cả mấy gia tộc cổ xưa của Mỹ Lục trước đó còn có ý định muốn thử cũng trố mắt nhìn. Cũng may cuối cùng họ vẫn kìm nén được sự kích động muốn đòi lại nợ máu với Hoa Quốc, nếu không kết cục của mỗi người họ sẽ giống Odessa. Dù sao không ai ngờ được Tiêu Chính Văn lại có thể liên tiếp đột phá nhanh đến thế. Càng không ngờ Tiêu Chính Văn lại không sợ các thế lực ngoài lãnh thổ của Âu Lục, ra tay độc ác với con trai của công tước Bắc Kinh Hồ. Bây giờ hai người đó quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, họ nghĩ đó cũng là sự tồn tại như thần nhưng lại bị Tiêu Chính Văn hành hạ như thế. Thật ra nói chính xác hơn thì chuyện này chỉ có thể phải trách họ ỷ mạnh hiếp yếu. Người giết chết thế tử Âu Lục và của giáo chủ giáo đình rõ ràng là thế tử nhà họ Tư Mã ở ngoài lãnh thổ và Khổng Tề Thiên của nhà họ Khổng. Nhưng khi đối diện với nhà họ Tư Mã và nhà họ Khổng, họ sợ hãi đâu dám nói nửa lời. Thế nên mới trút hết cơn giận lên đầu thế tục Hoa Quốc. Dù sao trận chiến đó gần như làm tổn hại đến hơn một nửa sức chiến đấu của giáo đình, cho dù là để bảo vệ thể diện và uy quyền của chính mình thì điều này cũng phải có lý do. Do đó, tiêu diệt Hoa Quốc, hơn nữa để cho Âu Lục quay lại vị trí đứng đầu thế giới đồng nghĩa với việc cho cả thế giới một lời giải đáp, đồng thời cũng giữ sự uy nghiêm của giáo đình. Ngưng hiện giờ xem ra đây mới là quyết định sai lầm nhất của giáo đình. Lúc này ngay cả giáo hoàng cũng cực kỳ hối hận. Cậu Tiêu, chuyện này là do chúng tôi không suy nghĩ thấu đáo, mong cậu Tiêu rộng lượng bỏ qua cho chúng tôi. Cady quỳ xuống đất khổ sở cầu xin. Hắn không muốn chết, hắn vẫn còn con đường tương lai phía trước, hơn nữa cả lý tâm này đều là thiên hạ của một mình hắn, hắn còn chưa tận hưởng đủ rượu ngon và gái xinh, và... Vừa nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp như thế, Cady vô cùng chán nản, hắn hối hận vì đã nghe theo xúi dục của giáo đình. Càng hối hận không nên lộ diện thay giáo định và lâu đài Versailles. Nếu hắn làm như không có gì xảy ra, bây giờ hắn vẫn có thể tận hưởng cuộc đời tuyệt vời ở Anh Luân,
ngồi đợi các cao thủ ngoài lãnh thổ quay về. Tha cho các anh một con đường sống ư, các anh cũng biết sự quý giá của mạng sống sao, nhưng các anh có từng nghĩ biết bao người dân Hoa Quốc sẽ chết thảm trong tay các anh không? Nói rồi Tiêu Chính Văn đấm vào người Kadi, ngay tức khắc nửa người Kadi bị cú đấm của Tiêu Chính Văn làm cho tan nát. Kadi hét lên thảm thiết, lần nữa khiến da đầu mọi người dâm ran. Tiêu Chính Văn, những người đã chết đó chẳng qua chỉ là dân thường ở Hoa Quốc. Anh cũng từng đến ngoài lãnh thổ, lẽ nào anh vẫn chưa hiểu trong loạn thế, những người bình thường đó chỉ là hạt cát thôi sao? Họ từ khi sinh ra đã là vật để hy sinh, nếu anh giết chúng tôi thật thì gia tộc Bắc Kinh Hô sẽ không tha cho anh đâu, Kadi run rẩy nói với Tiêu Chính Văn. Nếu Tiêu Chính Văn thật sự giết Kadi, thì chuyện này chắc chắn sẽ không đơn giản nữa. Công tước Bắc Kinh Hồ xây dựng nước Lý Tâm, lại là một trong những người sáng lập Âu Lục, sao có thể trơ mắt nhìn con trai mình chết thảm ở Hoa Quốc được. Chỉ cần công tước Bắc Kinh Hồ trở về từ chiến trường ở vùng ngoài vũ trụ, chắc chắn sẽ truy cứu đến cùng. Đến lúc đó, Tiêu Chính Văn sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên mà công tước Bắc Kinh Hồ muốn tiêu diệt. Lúc đó, không chỉ đơn giản là chuyện của một mình Tiêu Chính Văn nữa, mà là cuộc chiến giữa nước Lý Tâm và Hoa Quốc. Vì vậy, cách thông minh nhất của Tiêu Chính Văn lúc này là bỏ qua cho Kadi và Odessa, ít nhất là tha cho bọn họ một mạng. Đây cũng là thế mạnh của Kadi và Odessa. Nhưng hành động của Tiêu Chính Văn lại khiến bọn họ vô cùng khó hiểu, lẽ nào Tiêu Chính Văn thật sự cho rằng đến lúc đó các thế lực của Hoa Quốc ở vùng ngoài lãnh thổ sẽ đứng ra bảo vệ mình sao? Vì vậy, Kadi mới nhắc nhở Tiêu Chính Văn lần nữa rằng nếu không để hắn sống thì không chỉ Tiêu Chính Văn mà cả Hoa Quốc sẽ phải đối mặt với sự diệt vong. Thực ra, không chỉ có bọn họ không hiểu tại sao Tiêu Chính Văn lại muốn đuổi cùng giết tận, mà ngay cả Bạch Ngọc Trinh cũng không hiểu nổi. Nói cách khác, theo Bạch Ngọc Trinh thấy, chỉ cần phạt bọn họ một chút là đủ rồi. Dù sao đang trong thời loạn thế, không thể đảm bảo trong tương lai sẽ có thế lực nào đứng về phía Âu Lục. Trước lúc đó, không kết thù mới là thượng sách. Hơn nữa, bây giờ Tiêu Chính Văn đã nổi danh ở vùng ngoài lãnh thổ, có thể nói lúc anh đến vùng ngoài lãnh thổ lần nữa, tình tình sẽ hoàn toàn khác so với lúc này. Nhất định sẽ có rất nhiều thế lực lớn muốn lôi kéo, thậm chí còn chủ động bày tỏ thiện chí đối với Tiêu Chính Văn. Đến lúc đó, Tiêu Chính Văn sẽ giống như những nhân vật lớn nổi tiếng trong lịch sử, vĩnh viễn tách ra khỏi giới thế tục, trở nên nổi tiếng ở vùng ngoài lãnh thổ. Nhưng Tiêu Chính Văn đã làm ngược lại. Đến lúc này, anh vẫn còn uy hiếp tôi sao? Có lẽ các người nghĩ, tôi nên lựa chọn rời khỏi giới thế tục càng sớm càng tốt, rồi lập công ở vùng ngoài lãnh thổ. Nhưng đáng tiếc, các người đã quên mất một điều, nhà họ Tiêu tôi đã canh giữ Hoa Quốc bao đời. Tôi, Tiêu Chính Văn, đời này sẽ không bao giờ quay lưng với người dân Hoa Quốc. Kẻ nào dám xâm phạm một tấc đất của Hoa Quốc, tôi nhất định sẽ chém đầu kẻ đó. Nói xong, một tia chớp màu tím lóe lên trên bầu trời, trong một bức màn ánh sáng màu tím, Kadi ngay lập tức hóa thành tro bụi. Nhìn thấy người bạn đồng hành Kadi tan biến, Odessa vô cùng kinh ngạc. Anh Tiêu, xin anh hãy nghe tôi nói, tôi, đều là do giáo đình ép tôi làm vậy. Tôi đã đột phá cảnh giới nhân hoàng rồi, dù có cướp được thánh huyết của đế tuấn thì cũng vô dụng. Đều là do đám người giáo đình uy hiếp tính mạng tôi, nếu tôi không đi cùng Kadi. Bọn họ sẽ giết tôi. Anh Tiêu, từ đầu đến cuối tôi chưa từng giết một người Hoa Quốc nào, tôi cũng chưa từng khiến người bình thường nào bị thương, xin anh Tiêu minh xét. Odessa khóc sướt mướt, như một đứa trẻ, quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn van xin khổ sở. Ồ, vậy có nghĩa là anh bị oan, Tiêu Chính Văn chế nhạo. Anh Tiêu, anh quả nhiên là người sáng suốt, tôi thật sự bị oan, nếu tôi không trở về Hoa Quốc từ vùng ngoài lãnh thổ. Nếu tôi còn ở cảnh giới nhân vương cấp 5 thì sao? E rằng anh sẽ không bỏ qua cho tôi nhỉ đâu nhỉ? Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, Odessa sững sờ. Đúng như Tiêu Chính Văn nói, nếu Tiêu Chính Văn không đột nhiên trở về rồi đột phá đến cảnh giới nhân hoàng cấp 5 thì cho dù là ai, cũng đừng hòng bảo vệ Hoa Quốc. E rằng ngay cả một đứa trẻ còn trong bụng cũng sẽ phải chết. Đây chính là kế hoạch mà hắn và Kadi đã tính toán. Thậm chí bọn họ còn bàn cách tàn sát từng tấc đất của Hoa Quốc, để không một con cá nào lọt lưới. Nếu đã vậy, anh cũng đi theo hắn đi. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, một tia sét từ không trung đánh xuống, trong tích tắc, Odessa cũng biến thành tro tàn. Bầu trời lại sáng rực,
một cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 2 khác lại ra đi. Lúc này, cả thế giới vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người đều run rẩy sợ hãi. Họ phải trả giá cho những gì họ đã làm, còn ai muốn Hoa Quốc tạ tội nữa không? Tiêu Chính Văn kiêu hãnh đứng trên khoảng không, như một vị thần giáng thế. Ánh mắt anh nhìn đến đâu, dù là gia tộc Bắc Kinh Hô, lâu đài Versailles, hay một số thế gia lớn ở Mỹ Lục, tất cả đều im bặt. Lúc này, trong một cung điện cổ kính ở thành Tây vùng ngoài lãnh thổ, một ông già khẽ thở dài nói, thông báo cho tất cả mọi người, không cần đối đầu với Hoa Quốc nữa. Nếu muốn tìm di tích Long tộc, thì cũng phải đợi cho đến khi tất cả cao thủ ở vùng ngoài vũ trụ trở về rồi tính tiếp. Cái chết của Kadi và Odessa đã là một tín hiệu rất rõ ràng, Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ không bao giờ thỏa hiệp với bất kỳ ai. Trước mặt Tiêu Chính Văn, tất cả chỉ như bèo trôi trên mặt nước. Tiêu Chính Văn là một con rồng, rồng thì sao có thể dễ dàng bị núi đè bẹp. Không chỉ các thế lực Âu Lục ở vùng ngoài lãnh thổ đồng loạt nhất trí, mà ngay cả các nước trong giới thế tục cũng lần lượt ban hành pháp lệnh. Quy định rằng chỉ cần gặp người Hoa Quốc, bất kể là có thân phận gì, đều phải cúi đầu hành lễ. Cho dù là Tổng Thư Ký thì cũng phải cúi chào một đứa trẻ 3 tuổi Hoa Quốc. Thậm chí, các cường quốc một thời ở Mỹ Lục còn quy định rằng dù là xe buýt hay tàu điện ngầm, nhìn thấy người Hoa Quốc mà không nhường chỗ thì sẽ bị bắn chết tại chỗ, cho dù là ai cũng không ngoại lệ. Cùng lúc đó, tại thủ đô của một quốc gia nhỏ ở Âu Lục, một người trong nội các hoảng sợ chạy tới đồn cảnh sát địa phương, vừa xông vào đồn cảnh sát, liền quỳ xuống. Tôi xin lỗi, lúc trước tôi từng ức hiếp người khác, tất cả đều là lỗi của tôi, xin hãy tha thứ cho tôi. Nhưng ông ta còn chưa kịp đứng dậy, hai đặc công đã xuất hiện sau lưng ông ta và bóp cò không chút do dự. Cùng lúc đó, tại một viên trang ở ngoại ô thành phố, hàng trăm đặc công đã bao vây toàn bộ viên trang trong nháy mắt. Một người phụ nữ trung niên ôm đứa trẻ sơ sinh sợ hãi hét lớn, các người muốn làm gì? Chồng tôi là thành viên nội các người làm vậy là phạm pháp. Xin lỗi bà, chồng bà đã vu khống công dân danh giá Hoa Quốc ăn trộm đồ của gia đình bà, cho nên Tổng thống đã đích thân hạ lệnh bắn chết ông ta ngay tại chỗ. Nói xong, hàng chục đặc công cùng giơ súng và bóp cò không chút do dự. Không chỉ giới thế tục đang thay đổi lớn mà cả vùng ngoài lãnh thổ cũng đang chấn động. Tiêu Chính Văn đã giết Khổng Hữu Đạo, tạo mối thù sâu đậm với ngành y, nhưng cuối cùng vẫn có thể bình an vô sự rời khỏi vùng ngoài lãnh thổ. Trong số đó, nhà họ Bạch, nhà họ Võ và nhà họ Doanh lần lượt đứng ra bảo vệ Tiêu Chính Văn, thậm chí ngay cả Thượng quan Uyển Nhi được nữ đế đích thân tôn phong cũng bảo vệ Tiêu Chính Văn. Việc nào cũng chấn động đông vực, huống hồ những chuyện này đều xảy ra với một mình Tiêu Chính Văn. Lúc này, trên một ngọn núi cao ở vùng ngoài lãnh thổ, một chàng trai trẻ đang ngồi xếp bằng từ từ mở mắt. Ánh mắt lạnh lùng mạnh mẽ phóng ra như tia chớp. Tiêu Chính Văn. Sau khi thốt ra cái tên này, Tư Mã Tư phun ra một ngụm máu lớn. Thất đệ, xem ra kế hoạch của cậu thất bại rồi nhỉ. Đúng lúc này, sau lưng Tư Mã Tư xuất hiện 3 bóng người, khí thế đều vô cùng uy nghiêm phi thường. Đúng vậy, tôi đã đánh giá thấp Tiêu Chính Văn. Thật không ngờ trong giới thế tục lại có người mạnh đến vậy, Tư Mã Tư nghiến răng tức giận nói. Như vậy có nghĩa là không phải Khổng Tề Thiên và Quảng Lăng Tử đã mắc sai lầm. Một cô gái xinh đẹp liếc nhìn Tư Mã Tư chế nhạo. Đối mặt với Tư Mã Tư, cô gái trẻ vẫn tràn đầy vẻ kiêu ngạo, khí tức quanh người còn mạnh hơn Tư Mã Tư rất nhiều. Mấy người họ đều là nhân tài của nhà họ Tư Mã, địa vị trong gia tộc không hề thua kém Tư Mã Tư. Thậm chí còn có người mạnh hơn. Không, hai người bọn họ cũng bị thương rất nặng. Tên Tiêu Chính Văn kia không hề đơn giản. Trước đây, tôi đã quá coi thường giới thế tục, quá coi thường Tiêu Chính Văn. Tư Mã Tư nắm chặt tay, thở hổn hển nói. Tư Mã Tư, anh vẫn còn là con cháu hoàng tộc sao? Ngay cả một tên tiểu bối trong giới thế tục mà cũng không đối phó nổi. Lẽ nào anh không biết nhà họ Tư Mã có biết bao nhiêu mong muốn cũng không thể có được cơ hội này? Vậy mà anh lại giao thánh huyết của đế tuấn cho người khác. Anh còn mặt mũi sống trên đời này sao? Cô gái trẻ nhìn Tư Mã Tư bị thương nặng, lạnh lùng nói. Từ khi Tư Mã Lôi chết, nội bộ nhà họ Tư Mã rối ren. Xét cho cùng mọi người đều không tin Tiêu Chính Văn ở trong thế tục lại có khả năng giết Tư Mã Lôi. Mặc dù Tư Mã Lôi không phải người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ Tư Mã nhưng cũng đứng trong top 3, muốn giết Tư Mã Lôi dễ dàng lắm ư.
Thế nên mọi người đều nhìn chằm chằm vào Tư Mã Tư và Khổng Tề Thiên. Nghĩ rằng hai người này ngấm ngầm giở trò gian manh, hay nói cách khác khoảng thời gian trước đã truyền ra tin đồn liên quan đến việc Tiêu Chính Văn từ chối lời mời của Tư Mã Tư, còn giết người giúp việc của nhà họ Tư Mã. Rất có khả năng mấy người Tư Mã Tư đã tạo ra một cái bẫy, vừa giết chết Tư Mã Lôi lại vừa lén độc chiếm Thánh Huyết Đế Tuấn. Suy cho cùng, giữa nội bộ hoàng tộc cũng là tranh đấu ngầm, dù cùng là con cháu nhà họ Tư Mã nhưng đãi ngộ giữa hai bên cũng khác một trời một vực. Để ngồi vào vị trí gia chủ, bất kỳ ai cũng không từ thủ đoạn, hại chết đồng môn không phải là chuyện hiếm. Thật ra thực lực của Tiêu Chính Văn thế nào ai cũng có thể nhìn ra từ đầu, thực lực của người này không phải là thứ chúng ta có thể đấu lại, mặc dù Tư Mã Tư không cam lòng nhưng vẫn biện minh. Tiêu Chính Văn là cái thá gì, Tư Mã Siêu không lâu nữa sẽ đột phá cảnh giới nhân hoàng cấp 6 rồi, Tiêu Chính Văn là cái thá gì với nhà họ Tư Mã chứ? Người đàn ông dẫn đầu đó lạnh lùng nói. Anh hai nói phải, mặc dù tôi luôn nghi ngờ rốt cuộc Tư Mã Siêu có thực lực mạnh đến thế hay không, nhưng người lớn của gia tộc đã chứng minh chuyện này. Người phụ nữ trẻ tuổi đó đố kỵ nói. Một người đàn ông trẻ khác bên cạnh cười mỉa nói, Tư Mã Tư, anh đừng có mà bênh vực cho Tiêu Chính Văn nữa, rốt cuộc hắn có mạnh như anh đã nói hay không, mọi người đều quá rõ ràng. Chuyện làm mất Thánh Huyết Đế Tuấn, bất kể thế nào anh cũng phải giải thích hợp lý với gia tộc. Thánh Huyết Đế Tuấn không chỉ của một mình anh mà là tài nguyên tu luyện quý giá nhất của tất cả mọi người. Cho dù anh không đánh với Tiêu Chính Văn thật hay có âm mưu khác đều phải cho mỗi người chúng tôi lời giải thích. Ba người ở đó hoàn toàn không tin tưởng một dấu chấm câu nào trong lời nói của Tư Mã Tư cả. Họ từ nhỏ đã sinh ra trong gia tộc hoàng tộc, đều dễ dàng lấy được đủ loại tài nguyên, mà bây giờ họ mới ở cảnh giới nào. Tiêu Chính Văn xuất thân ở thế tục. Dù Tiêu Chính Văn là vua Bắc Lương, trong tay nắm giữ tất cả tài nguyên của thế tục thì sao có thể so được với hoàng tộc. Huống gì thế tục đã suy tàn hàng ngàn năm, còn tài nguyên nào đáng để xưng thần không? Nếu không phải anh cứ áp chế cảnh giới ở nhân vương cấp 5, tôi tin chắc gia tộc sẽ không bảo anh đến đó, nhưng anh lại báo đáp sự tin tưởng của gia tộc với anh thế sao? Thua hay có âm mưu khác cũng thế thôi. Ít nhất anh nên đối diện trực tiếp chứ không phải trốn ở nơi khỉ ho gà gáy này để né tránh gia tộc vặn hỏi này nọ. Người đàn ông dẫn đầu đó lại lạnh lùng nói. Ba người họ cũng là cường giả thế hệ trẻ trong top 10 của gia tộc Tư Mã, hơn nữa người có thực lực mạnh nhất trong đó đã đạt đến cảnh giới nhân hoàng cấp 4. Người này chắc chắn được gọi là người xuất chúng trong thế hệ trẻ. Càng là ba vị trong số 4 anh kiệt của nhà họ Tư Mã đứng sau Tư Mã Lôi. So với Tư Mã Tư, xét về danh tiếng ở ngoài lãnh thổ hay thực lực Tư Mã Minh Nhuệ, Tư Mã Nguyệt và Tư Mã Thành đều là những người đứng trên đỉnh kim tự tháp. Thế nên nghi ngờ chất vấn Tiêu Chính Văn, nghi ngờ Tư Mã Tư giở trò gian manh trong đó cũng không có gì lạ. Nếu Tiêu Chính Văn có bản lĩnh giết Tư Mã Lôi thật, thua trong tay hắn cũng không mất mặt, nhưng trước hết là hắn phải có thực lực này mới được. Những người lớn tuổi trong gia tộc không dễ nói chuyện như bọn tôi đâu. Tư Mã Minh Nhuệ cười mỉa nói. Thật ra chuyện này không chỉ có quản lý cấp cao của nhà họ Tư Mã nghi ngờ mà ngay cả nhà họ Khổng cũng đang nghi ngờ Khổng Tề Thiên có giở trò gì trong đó hay không. Tôi đã nói hết những gì nên nói rồi, nếu các người vẫn không chịu tin tôi thì có thể tự mình đi tìm hiểu. Muốn biết sức chiến đấu của một người vô cùng đơn giản, hơn nữa bây giờ Tiêu Chính Văn đang ở Hoa Quốc Thế Tục, muốn tìm hắn cũng không khó. Tư Mã Tư cũng lười phải giải thích nhiều thêm nữa, cứ dứt khoát dùng phép khích tướng. Nếu mấy người họ không muốn để mình yên ổn thì dĩ nhiên Tư Mã Tư cũng rất vui khi lợi dụng Tiêu Chính Văn để loại bỏ ba đối thủ cạnh tranh mạnh này của mình. Sao vậy, lẽ nào anh nghĩ chúng tôi sẽ bị dọa sao? Chỉ tên ở thế tục thôi, hắn như thế nào, chúng tôi biết rõ hơn anh. Hơn nữa, hôm đó các anh ở trên đỉnh Thái Sơn đã nói những gì? Là gì với Tiêu Chính Văn cũng không cần chúng tôi nói, trong lòng anh tự rõ. Ba người gần như đồng thanh đáp trả lại Tư Mã Tư. Hắn vừa lấy được Thánh Huyết Đế Tuấn chưa đến một tháng, thực lực, cảnh giới mấy ngày nay chắc hẳn chưa tiến bộ nhiều, nếu các vị đến tìm Tiêu Chính Văn ngay bây giờ, có lẽ còn có thể đánh thắng hắn. Tư Mã Tư lạnh lùng nhìn ba người, ánh mắt đó như thể đang nhìn ba người chết. Tư Mã Tư. Anh nói gì, quanh người Tư Mã Minh Nhuệ bỗng toát ra sát khí. Rõ ràng Tư Mã Tư đang chế giễu ba người họ.
Tôi nói nếu đến muộn chút nữa thì có thể ba người sẽ không còn đường quay về, so với việc đánh mất Thánh Huyết Đế Tuấn, chết trong tay hắn càng làm nhà họ Tư Mã mất mặt đấy, Tư Mã Tư lạnh lùng nói. Chết, ba người ngửa đầu bật cười cùng lúc như thể nghe được câu chuyện buồn cười nhất từ trước đến nay. Trong số chúng tôi người có thực lực yếu nhất cũng đã ở cảnh giới nhân hoàng cấp 3, chọn bừa ra một người cũng có thể uy hiếp cả thế tục, huống gì ba người chúng tôi đi cùng nhau. Tư Mã Tư, thật ra phép khích tướng không dùng như anh đâu, nếu đã nói khoác thì cũng phải đáng tin chút chứ. Tư Mã Minh Nhuệ khinh thường nói. Cho dù Tiêu Chính Văn lấy được Thánh Huyết Đế Tuấn nhưng dù sao thời gian quá ngắn, dù có muốn đột phá nhanh chóng thì bây giờ cùng lắm cũng chỉ mới đột phá đến cảnh giới nhân hoàng mà thôi. Chỉ một con gà cảnh giới nhân hoàng cấp 1, đừng nói là khiêu khích ba người họ, dù là Tư Mã Nguyệt người có thực lực yếu nhất trong số họ chỉ cần giơ một ngón tay ra cũng có thể ép Tiêu Chính Văn thành bã. Được thôi, nếu các vị đã muốn đi chết như thế thì không thể trách Tư Mã Tư tôi không nhắc trước, đến lúc đó đừng hối hận. Tư Mã Tư cười nhạo nói. Tư Mã Tư, trước tiên chúng ta thẳng thắn nói với nhau. Nếu chúng ta tra ra được giữa anh và Tiêu Chính Văn từng có giao dịch gì thật thì khi chúng tôi quay về chính là ngày chết của anh. Tư Mã Nguyệt lạnh lùng nói. Thật ra từ trước đến nay tranh đấu nội bộ của nhà họ Tư Mã rất khốc liệt, nhưng tranh đấu một mình khó tránh khỏi thực lực mỏng manh, thế nên các chi phụ cũng sẽ kết liên minh với nhau. Đám người Tư Mã Nguyệt lần lượt là các thế tử của ba phân chi lớn, mà Tư Mã Tư và Tư Mã Lôi trước giờ có mối quan hệ rất tốt với nhau. Thế nên thật ra cái chết của Tư Mã Lôi là một đòn giáng nặng nề với Tư Mã Tư. Vốn dĩ đây chính là thời cơ tốt nhất để đám người Tư Mã Nguyệt loại bỏ Tư Mã Tư. Nhưng ba người họ lại quá xem thường người khác, thế nên ngược lại bị Tư Mã Tư nắm lấy cơ hội chuyển bại thành thắng. Lúc này Tư Mã Tư ngược lại thầm cầu nguyện Tiêu Chính Văn có thể giết chết ba tên đối thủ đáng chết này. Vậy thì tốt, tôi đang đợi các người đến lấy đầu tôi này, Tư Mã Tư cười khẩy. Sau đó ngồi khoanh chân lại như không có ai. Đám người Tư Mã Nguyệt lạnh lùng nhìn Tư Mã Tư rồi biến thành một luồng sáng. Đến khi đám người Tư Mã Nguyệt đi xa, một ông lão trong khu rừng rậm phía sau Tư Mã Tư mới bước ra. Ông lão đầu tóc bạc trắng, bộ râu trắng muốt bay trước ngực, toát ra khí tức tiên nhân. Nhất là đôi mắt đó của ông lão trong như nước như có thể nhìn thấu vạn vật. Cậu Tư Mã... Tiêu Chính Văn đó đúng như cậu nói thật sao, ông lão chậm rãi hỏi. Hôm đó tôi có mặt ở đó, cũng may người đánh nhau với tôi là Võ Anh Hào, nếu không ông nghĩ lúc này tôi còn có thể ngồi đây nói chuyện với ông à, Tư Mã Tư nghĩ lại mà sợ nói. Nếu như cậu nói thật thì cảnh giới đã không còn trói buộc gì với Tiêu Chính Văn nữa rồi, hay nói cách khác, dưới đế cảnh không ai có thể khống chế được cậu ta. Nói đến đây, ông lão khẽ thở dài. Không chỉ tôi có cảm giác này mà ngay cả Khổng Tề Thiên cũng nghĩ thế, Tiêu Chính Văn không phải là người mà chúng ta có thể đánh thắng, ít nhất hiện giờ không thể, Tư Mã Tư nghiêm túc nói. Nếu đã thế cậu còn bảo đồng môn đến đó đâm đầu vào chỗ chết, ông lão nhíu mày nhìn Tư Mã Tư. Hừ, chúng cũng được xem là đồng môn của tôi à, tôi nghĩ chúng lúc nào cũng mong tôi chết, tôi cần gì phải để tâm đến đồng môn như thế. Huống hồ sau khi chúng chết. Tôi cũng có thể được chia một chút tài nguyên vốn dĩ thuộc về chúng, cũng đáng làm mà, ánh mắt Tư Mã Tư lóe lên tia sắc bén. Ông lão khẽ nhíu mày, bây giờ giữa các hoàng tộc đã rạn nứt, thân là thế hệ trẻ nhà họ Tư Mã, cậu Tư Mã có vẻ càng quan tâm đến đấu tranh nội bộ. Tư Mã Tư không cho là đúng nói, tranh đấu nội bộ. Không phải họ ép tôi sao? Tôi và Tư Mã Lôi làm gì sai? Gia tộc đều không trọng dụng chúng tôi. Ra vẻ bồi dưỡng tôi nhưng thật ra lại đẩy tôi vào chỗ nguy hiểm, Tư Mã Lôi luôn vào sinh ra tử vì nhà họ Tư Mã, kết quả thì sao? Chết thảm ở thế tục thì đã đành, ngược lại còn phải mang cái danh tội nhân, lẽ nào những người như chúng tôi sinh ra đã đáng chết thế sao? Chuyện mấy trăm năm trước đó vốn dĩ là do lỗi của đời trước, có liên quan gì đến chúng tôi cơ chứ? Tư Mã Minh Nhuệ không phải muốn ra vẻ anh hùng sao? Được thôi, cứ để hắn đi tìm Tiêu Chính Văn. Cho dù hắn và Tiêu Chính Văn ai thắng ai thua đều loại bỏ tai họa thay tôi. Thấy cảm xúc Tư Mã Tư bỗng trở nên kích động lạ thường, ông lão cũng chỉ đành thở dài nói, cậu Tư Mã, cậu đừng quên thật ra cậu được tông môn chúng ta đào tạo ra, tương lai sẽ tiếp quản nhà họ Tư Mã. Mà một nhà họ Tư Mã suy tàn có ý nghĩa gì với tông môn chúng ta?
Nếu Tiêu Chính Văn đó có thực lực đánh với Tư Mã Siêu thì ba người họ đi như thế chắc chắn là lành ít dữ nhiều, đây đồng nghĩa với việc khiến nhà họ Tư Mã yếu dần đi. Nhưng Tư Mã Tư chỉ lạnh lùng đáp lại nỗi khổ tâm của ông lão Trung Ư. Tôi nghĩ không lâu nữa, Tư Mã Siêu cũng sẽ chủ động đi tìm đến cái chết đấy. Nếu bốn người bọn chúng đều chết trong tay Tiêu Chính Văn lại có lợi rất lớn với tôi. Đến lúc đó trong thế hệ trẻ nhà họ Tư Mã có mấy người có thể mạnh hơn tôi. Đây không phải là kết quả chúng muốn sao? Tư Mã Tư ngửa đầu bật cười. Nói ra thì sức chiến đấu và cảnh giới của đám người Tư Mã Minh Nhuệ quả thật vượt xa Tư Mã Tư, nhưng mấy người này lại chưa từng được hắn xem trọng. Chẳng có nguyên nhân nào đặc biệt khác, mấy người này đều là những đóa hoa trong nhà kính, hoàn toàn không biết sự hiểm ác của thế gian. Còn Tư Mã Siêu lại khác, người này không chỉ tâm cơ thâm sâu, khó lường, thực lực và khả năng lĩnh hội đều ở hơn hẳn hắn, có thể nói là một trong những hòn đá ngáng đường lớn nhất trên bước đường tiến về trước của Tư Mã Tư. Hơn 20 năm trước, Tư Mã Siêu bị người nhà họ Khổng đưa đến chiến trường ngoài vũ trụ rèn luyện, thật ra là nhà họ Tư Mã và nhà họ Khổng đã có thỏa thuận nào đó. Tư Mã Siêu luôn được gia tộc âm thầm bồi dưỡng với tiêu chuẩn của người thừa kế. Nếu không hắn cũng không thể đạt được cảnh giới nhân hoàng cấp 6 khi còn trẻ như vậy. Cũng may Tư Mã Siêu luôn xem thường con cháu của nhà họ Tư Mã khác, chưa bao giờ xem Tư Mã Tư là đối thủ của mình. Nếu không Tư Mã Tư không thể sống đến hôm nay. Hơn nữa nhà họ Tư Mã lại liên tiếp chịu thiệt trong tay Tiêu Chính Văn, vậy thì cách tốt nhất để chứng minh thực lực của mình là loại bỏ Tiêu Chính Văn, Tư Mã Siêu nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lớn chứng tỏ bản thân này. Xem ra cậu Tư Mã đã có kế hoạch từ lâu rồi, ông lão quay sang nhìn Tư Mã Tư nói. Hai người họ chỉ cần gặp nhau chắc chắn sẽ là cục diện hai hổ tranh giành lẫn nhau, đến lúc đó tôi có thể ngư ông đắc lợi. Nói rồi Tư Mã Tư bật cười. Lúc này đám người Tư Mã Minh Nhuệ đã đến trước con đường dẫn đến thế tục. Anh hai, Tư Mã Tư là người gian xảo quỷ quyệt, những lời anh ta nói lúc này rõ ràng là đang chọc tức chúng ta, em nghĩ vẫn nên cẩn thận thì hơn, Tư Mã Thành nhắc. Hừ, hắn tính toán điều gì, anh biết rõ hơn hai người, Tư Mã Minh Nhuệ nói. Nói rồi Tư Mã Minh Nhuệ lấy một chiếc gương bát quái từ trong túi ra. Gương bát quái, đây chẳng phải là vật lão tộc nhà họ Tư Mã dùng sao? Tư Mã Nguyệt và Tư Mã Thành không khỏi ngạc nhiên. Món đồ này là món đồ năm đó Tư Mã Ý nhặt được khi đánh nhau với Cát Lượng Khổng Minh ở Kỳ Sơn và đuổi theo đội quân thất bại của Cát Lượng Khổng Minh. Nghe nói chiếc gương bát quái này rất huyền diệu, có thể nuốt chửng được cả sông hồ, càng có thiên biến vạn hóa. Anh hai, món đồ này là bảo vật gia truyền của nhà họ Tư Mã. Người đời sau của Cát Lượng Khổng Minh đòi lại vô số lần nhưng ông ta không trả. Anh, đây là ông ba tặng cho anh, yên tâm đi. Tư Mã Minh Nhuệ đắc ý nói, dù anh không thể phát huy hết toàn bộ uy lực của chiếc gương bát quái này, nhưng đánh với một tiểu bối thế tục thì chắc không có vấn đề gì. Tư Mã Nguyệt và Tư Mã Thành không hề nghi ngờ gì lời nói của Tư Mã Minh Nhuệ, nghe nói trong chiếc gương bát quái này có càn khôn vô hạn. Năm đó Cát Lượng Khổng Minh tiêu hao hết sức lực cả đời để dung hòa rất nhiều trận pháp vào trong chiếc gương này. Ngay cả người đời sau của Khổng Minh cũng không thể phục chế lại y hệt như trước. Năm đó Tư Mã Viêm đã thu phục cả Giang Đông bằng chiếc gương bát quái này. Với chiếc gương bát quái này, Tiêu Chính Văn muốn không chết cũng khó. Tư Mã Thành cười mỉa nói. Ừ, trừ khi là người có cảnh giới như Tư Mã Siêu. Nhưng chỉ một Tiêu Chính Văn sao lại có thể so được với Tư Mã Siêu chứ? Nghĩ cũng biết hoàn toàn không có khả năng này. Ít nhất theo ba người họ nghĩ, Tư Mã Siêu chính là sự tồn tại hệt như yêu quái, thiên tài như vậy ở ngoài lãnh thổ đã ít, thì thế tục càng không có khả năng. Đi thôi, trước hết bắt sống Tiêu Chính Văn, sau khi hỏi ra chứng cứ từ hắn thì đi tính sổ với Tư Mã Tư, đến lúc đó anh muốn xem hắn còn có gì để nói. Nói rồi Tư Mã Minh Nhuệ sải bước đi vào con đường đó. Lúc này Tiêu Chính Văn đã đến dưới chân núi Quảng ở phía Tây Bắc, bây giờ ông chủ núi Quảng đã chết. Nhưng lãnh đạo cấp cao của công ty khai thác quặng đa quốc gia này cũng lập tức đến chịu tội với anh em Lý Huy. Bất kể chuyện này có liên quan đến trụ sở chính hay không, nhưng câu nói trước đó của Tiêu Chính Văn lại khiến cả thế giới phải chấn động, khiến mọi người đều sợ đến vỡ mật. Không chỉ có địa vị của người Hoa Quốc ở nước ngoài tăng lên mà ngay cả không ít các công ty hợp tác với Hoa Quốc cũng bắt đầu tự kiểm điểm,
đồng loạt tặng quà bồi thường xin lỗi cho những hành động chèn ép nhân viên Hoa Quốc trước đây. Lúc này ông chủ của công ty khai thác quặng này đang quỳ trước cửa một quán trà, đằng sau ông ta còn mười mấy lãnh đạo cấp cao của công ty từ nước ngoài đến cũng đồng loạt quỳ ở đó. Vua Bắc Lương, họ đã quỳ hơn 3 tiếng rồi, tôi nghĩ chi bằng, cứ để họ quỳ ở đó, đây là những gì họ nên làm. Hơn nữa từ nay về sau ông phải nhớ người Hoa Quốc bao giờ cũng cao quý, cho dù gặp phải chuyện gì cũng có thể liên hệ thẳng với tôi hoặc Hắc Băng Đài. Đừng sợ thế lực sau lưng đối phương, bất kể là ai cũng không thể dẫm đạp lên tôn nghiêm của người Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn nghiêm nghị nói. Vâng, vua Bắc Lương, cậu yên tâm, tôi sẽ khắc ghi lời cậu nói vào lòng, Lý Uy ưỡn thẳng ngực nói. Tiêu Chính Văn gật đầu. Sau đó dặn dò vài câu rồi đứng lên về đến Điện Thần Long. Long Vương, vậy những người ngoài cửa kia thì thế nào? Long Hình bước đến nhỏ giọng hỏi. Họ, cứ để họ quỳ đi, ai dám đứng lên trước buổi trưa ngày mai thì giết không tha. Còn về việc bồi thường thì bảo họ tự cân nhắc, nếu không thể khiến người dân Hoa Quốc hài lòng, họ nên biết rõ hậu quả. Nói rồi Tiêu Chính Văn xoay người đi khỏi quán trà. Hai anh em Lý Uy nhìn nhau cũng cười khổ. Lúc này những người đang quỳ ở ngoài cửa, nếu đổi lại trước đây chọn bừa ra một người thì cũng đều là người ở địa vị cao chót vót cả đời họ cũng không thể với tới. Nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn quỳ ở trước cổng chỉ để xin lỗi hai anh em họ. Mọi chuyện đều nhờ vua Bắc Lương, xem ra chúng ta kiên trì vậy là đúng, Lý Uy bùi ngùi nói. Đến khi Tiêu Chính Văn đi một lúc lâu, hai anh em Lý Uy mới ra khỏi quán trà, Andrew đang quỳ ở cửa ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Lý Uy. Hiển nhiên hắn sợ hãi trước những lời nói lúc nãy của Tiêu Chính Văn. Chỉ cần hắn đưa ra điều kiện khiến anh em Lý Uy cảm thấy bất mãn, hắn và người nhà của hắn sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa. Anh em này, không không, vị đại gia này, vừa rồi anh Tiêu nói bảo tôi đền bù tổn thất cho hai vị, không biết hai vị. Andrew gượng cười, cung kính nói. Chuyện này, Lý Uy cũng hơi khó xử, dù sao ngay cả vua Bắc Lương cũng đã nhúng tay vào chuyện này. Nếu ra giá quá thấp chẳng phải không nể mặt vua Bắc Lương sao? Nhưng ra giá quá cao, anh ta lại lo lắng. Anh Lý, anh thấy thế này được không? Tôi có thể đưa cho anh 3 tỷ đô la làm phí bồi thường tổn thất tinh thần cho hai người, sau đó cho anh 30% cổ phần công ty xem như là phí đã làm anh mất việc, anh xem, hả gì? 3 tỷ đô la, Lý Uy cũng khá ngạc nhiên, không ngờ đối phương lại đưa ra cái giá cao đến thế. Nếu anh thấy ít chúng tôi có thể thêm nữa, chỉ cần anh hài lòng, bất kể là điều kiện gì chúng tôi đều không từ chối, Andrew lau mồ hôi lạnh trên trán nói. Thật ra Andrew nào biết không phải là Lý Uy chê ít mà là bị con số này dọa sợ. Thế nhưng những lời Tiêu Chính Văn nói trước khi đi vẫn vang vọng bên tai Andrew, lúc này, tính mạng của cả gia đình đều phụ thuộc vào một mình hắn nào dám chậm trễ cơ chứ. Dù có phải bỏ ra mấy tỷ. Chỉ cần có thể bảo vệ được tính mạng của cả gia đình thì hắn cũng cảm thấy xứng đáng. Anh Andrew, thật sự không cần tới nhiều tiền như vậy, hơn nữa chúng tôi cũng không bị thương gì cả, Lý Uy vội vàng giải thích. Nói đi nói lại, Lý Uy dẫu sao cũng là một người thành thực, căn bản không thể hét giá quá cao. Anh Lý, anh quá khách khí rồi, số tiền này dù thế nào anh cũng phải nhận lấy, coi như tôi xin anh đấy. Andrew không thèm quan tâm gì nữa mà gục đầu xuống. Liên tiếp dập đầu lại Lý Uy mười mấy cái, ngay cả trán cũng sứt mẻ, máu tươi men theo gò má nhỏ xuống đất. Lý Uy có làm thế nào thì Andrew cũng không chịu thay đổi quyết định, tới cuối cùng, Lý Uy vì quá bất lực nên cũng chỉ đành đồng ý với thỉnh cầu của Andrew. Lúc này, Tiêu Chính Văn vừa mới trở về trụ sở chính của Điện Thần Long đã giao cho Long Ngao một phần thánh huyết đế tuấn, bảo anh ta đi phân phát cho mỗi thành viên trong Điện Thần Long một giọt. Đúng vào lúc này, một nam thanh niên mặc đồ đen đột nhiên tới báo tin. Long Vương, bên ngoài cửa có người xin gặp mặt, tự xưng là gia nô của Hận Thiên, Long Nguyệt đi tới bên cạnh Tiêu Chính Văn, nhỏ giọng bẩm báo. Gia nô của Hận Thiên, cho cậu ta vào, Tiêu Chính Văn bình thản nói một câu. Chẳng bao lâu sau, một nam thanh niên mặc đồ đen che đi cả gương mặt đã đi tới ngay sát cạnh Tiêu Chính Văn. Vào lúc Tiêu Chính Văn nhìn thấy gương mặt vàng vọt của anh ta thì khẽ gật đầu nói, hóa ra là cậu. Anh Tiêu, bất đắc dĩ nên tôi mới phải tới làm phiền anh, mong anh Tiêu đừng trách cứ, nam thanh niên hết sức cung kính nói. Tiêu Chính Văn chỉ vào cái ghế bên cạnh,
nói có chuyện gì thì ngồi xuống rồi nói. Nam thanh niên cẩn thận ngồi xuống đối diện Tiêu Chính Văn, gương mặt lộ ra vẻ khó xử, nói, anh Tiêu, từ lần trước sau khi chủ nhân nhà tôi giúp anh Tiêu giải trừ nguy nan đã bị triệu hồi về vùng ngoài lãnh thổ. Sau khi chúng tôi thăm dò nhiều lần mới biết chủ nhân nhà tôi bị nhốt ở trong điện huyết ma. Không những phải chịu đựng tra tấn mà bất cứ lúc nào cũng có thể mất luôn cả mạng sống. Chúng tôi không có tiếng nói, căn bản chẳng thể cứu được chủ nhân của mình, vậy nên chỉ đành nhờ anh Tiêu ra tay tương trợ, cứu chủ nhân nhà chúng tôi ra khỏi nguy nan. Nam thanh niên vừa nói vừa cúi người xuống vái lạy, quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Anh bạn, xin hãy đứng lên, Tiêu Chính Văn vội vàng giơ tay ra đỡ anh ta đứng dậy. Sau một hồi ngẫm nghĩ thì mới từ tốn hỏi, Hận Thiên bị nhốt trong điện huyết ma ư. Vậy điện huyết ma này có lai lịch ra sao? Anh Tiêu, điện huyết ma được coi là một trong số ba điện lớn bên trong huyết tộc, thường thì chỉ có những người có tội rất lớn thì mới bị nhốt vào trong điện huyết ma. Phàm là những người trong huyết tộc vào điện huyết ma thì đều sẽ bị giày vò chết đi sống lại, chủ nhân nhà chúng tôi e rằng cũng chẳng may mắn tránh được kiếp nạn này. Lần này, chủ nhân nhà chúng tôi không chỉ đắc tội với mấy thế gia ở vùng ngoài lãnh thổ mà còn kết thù với nhà họ Lục có địa vị rất cao bên trong huyết tộc, có bọn họ ở đó. Muốn cứu chủ nhân thông qua con đường thông thường chắc chắn là không có hy vọng gì rồi. Nam thanh niên nói tới đây thì không ngừng thở dài. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, xem ra điện huyết ma cũng chẳng khác biệt bao nhiêu so với ngục giam của thế tục. Điều này cũng khó trách, từ sau khi Hận Thiên trở về vùng ngoài lãnh thổ đã bặt vô âm tín. Xem ra là bởi vì cái chết của Lục Tiểu Thiến nên đã bị nhà họ Lục nhắm vào. Điện huyết ma đó ở đâu? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Huyết ma điện ở núi Long Dương tại Bắc Vực, Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Bắc Vực, ở vùng ngoài lãnh thổ, Hoa Quốc không phải chỉ có quyền kiểm soát với Đông Vực thôi sao? Hình như Bắc Vực không nằm trong phạm vi thế lực của Hoa Quốc nhỉ, Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Không sai, ngoài mặt thì Hoa Quốc chỉ chiếm giữ Đông Vực, thế nhưng trên thực tế, Hoa Quốc đã cài cắm thế lực của mình vào bên trong cả bốn khu vực. Những thế gia đại tộc của Âu Lục và Mỹ Lục đó, ít nhiều cũng đều có mối liên hệ mật thiết với Hoa Quốc. Nếu không thì thế gia của Âu Lục sao lại có nhiều kế thừa trận pháp bắt nguồn từ Hoa Quốc tới thế? Huyết tộc chúng tôi càng như vậy, rất nhiều thế gia Âu Lục và Mỹ Lục đều chủ động kết giao với chúng tôi, thậm chí có thể nói là dựa thế chúng tôi. Bởi vì điện huyết ma có địa vị đặc thù bên trong huyết tộc, thường xuyên giám sát một số tội nhân quan trọng, để tránh bị người ta cướp ngục nên điện huyết ma mới được đặt tại Bắc Vực. Nam thanh niên giải thích với Tiêu Chính Văn. Thật ra trước đây người nhà của Hận Thiên đã từng nghĩ tới chuyện mời Tiêu Chính Văn ra tay giúp đỡ, thế nhưng lúc đó Tiêu Chính Văn mới chỉ ở cảnh giới nhân vương, hơn nữa thế lực các phương cũng đều nhăm nhe Tiêu Chính Văn như hổ đói. Theo người nhà Hận Thiên thấy, Tiêu Chính Văn tự bảo vệ bản thân còn khó khăn, làm gì dư sức mà đi cứu Hận Thiên. Mà lần này, sau khi Tiêu Chính Văn vào vùng ngoài lãnh thổ đã vô cùng cường thế ép cho Thiên Đạo Minh Ước cũng phải cúi đầu, còn khiến cho mấy ông già như Đổng Thừa phải quỳ xuống xin lỗi. Chỉ riêng chuyện này thôi cũng đủ để chứng minh thực lực và căn cơ của Tiêu Chính Văn rồi. Vậy nên lần này người nhà Hận Thiên mới chủ động tới tìm Tiêu Chính Văn. Được rồi, chuyện của Hận Thiên, tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chỉ có điều tôi vẫn phải đợi một người bạn, nhưng mà cậu cứ yên tâm, trong vòng 10 ngày. Tôi nhất định sẽ tới Bắc Vực. Tiêu Chính Văn nghiêm túc nói. Tôi thay mặt chủ nhân nhà mình xin cảm tạ anh Tiêu, nam thanh niên nói xong, đang định vái lạy thì lại bị Tiêu Chính Văn ngăn lại. Tiễn nam thanh niên ra về, Tiêu Chính Văn lại dặn dò mấy người Long Ngao một lượt rồi mới trở về Long Kinh. Vào ngày Tiêu Chính Văn trở về Long Kinh, trước cửa lớn tập đoàn Vi Nhan xuất hiện một cô gái tuyệt sắc. Lễ Tân thấy cô ta vừa bước vào cửa đã làm loạn muốn gặp Tiêu Chính Văn thì cũng không dám chậm trễ, vội vàng gọi điện thoại cho Khương Vi Nhan để cô ra quyết định. Dù gì người phụ nữ này cũng quá đỗi xinh đẹp, ai mà biết được cô ta có ý đồ với Tiêu Chính Văn hay không. Phải biết rằng, Tiêu Chính Văn hiện tại giống như mặt trời giữa buổi ban trưa ở Hoa Quốc, là thần tượng trong mắt của vô số cô gái trẻ tuổi trên toàn thế giới. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu cô gái muốn lên giường cùng với anh. Chuyện giống như vậy, đương nhiên phải để cho phu nhân xử lý mới là thỏa đáng nhất. Khương Vi Nhan ban đầu cũng bị vẻ xinh đẹp của Bạch Ngọc Trinh làm cho chấn động, lập tức chú ý tới cách ăn mặc của Bạch Ngọc Trinh, rõ ràng không giống với phong cách hiện đại,
lúc này mới đồng ý đưa Bạch Ngọc Trinh vào văn phòng trên tầng cao nhất. Lúc Bạch Ngọc Trinh gặp được Tiêu Chính Văn, đôi đồng tử của cô ta không tự chủ được mà hơi co lại. Mới có hai ngày không gặp, Tiêu Chính Văn lại đột phá từ cảnh giới nhân vương cấp 5 lên thành nhân hoàng cấp 5 rồi ư. Đó là một cảnh giới lớn đấy. Ngay cả Bạch Ngọc Trinh nhìn cũng cảm thấy nóng mắt, e rằng ngay cả anh trai Bạch Thiên Kiệt của cô ta cũng không có khả năng địch lại được Tiêu Chính Văn trước mắt này. Chào phu nhân Tiêu, anh Tiêu, Bạch Ngọc Trinh khẽ gật đầu bày tỏ thiện chí với Khương Vi Nhan trước. Thật ra bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được, sự thiện chí của Bạch Ngọc Trinh với Khương Vi Nhan phải để trong dấu ngoặc kép, nếu không cô ta cũng sẽ không chào hỏi Khương Vi Nhan trước. Đồng thời, cô ta cũng đang dùng phương thức này để ra oai với Khương Vi Nhan. Dù gì bàn về vẻ ngoài, cô ta chẳng hề thua kém Khương Vi Nhan, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Quan trọng nhất là mặc dù Bạch Ngọc Trinh đã gần 2.000 tuổi, thế nhưng hiện tại vẫn là một khuê nữ, vẫn là một cô gái trinh nguyên. Xét trên phương diện nào đó thì so với một người phụ nữ đã làm mẹ như Khương Vi Nhan thì cô ta có ưu thế tự nhiên. Và lại, Bạch Ngọc Trinh xuất thân từ thế gia đại tộc chân chính, còn có địa vị rất cao ở vùng ngoài lãnh thổ. Khương Vi Nhan vẫn đối đãi với một tâm thế bình thường, cũng lịch sự gật đầu lại với cô ta. Xem ra mọi thứ của anh Tiêu đều rất thuận lợi, chuyện của gia tộc Bắc Kinh Hồ, nếu như cần nhà họ Bạch giúp đỡ thì anh Tiêu chỉ cần lên tiếng là được, Bạch Ngọc Trinh khẽ cười nói. Trong vô hình cũng đang thể hiện lai lịch của mình với Khương Vi Nhan. Cũng đang nói với tất cả mọi người, cô ta không chỉ là một bình hoa xinh đẹp, sau lưng cô ta còn có nhà họ Bạch lớn mạnh nữa. Chuyện này không cần cô chủ Bạch phải nhọc lòng đâu. Có điều cô chủ Bạch có từng nghe nói tới Điện Huyết Ma hay chưa? Tiêu Chính Văn bình thản lên tiếng. Điện Huyết Ma, anh Tiêu không phải đang định đi cứu ai đấy chứ? Bạch Ngọc Trinh nghe thấy ba chữ Điện Huyết Ma thì sắc mặt hơi biến đổi. Không sai, tôi có một người bạn tên là Hận Thiên, vẫn luôn bị nhốt ở trong đó. Trước đây ông ta từng giúp đỡ tôi, cũng giúp đỡ cả Hoa Quốc, vậy nên tôi muốn đi cứu ông ta ra. Tiêu Chính Văn nói thẳng. Tuyệt đối không được, Bạch Ngọc Trinh nghe tới đây thì lập tức sợ tới độ mặt mày trắng bệch, liên tục lắc đầu nói, Điện Huyết Ma tuyệt đối không đơn giản chỉ là một nhà ngục, anh Tiêu nhất định phải suy xét cho kỹ càng. Ồ, Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày, nhìn về phía Bạch Ngọc Trinh, nói, trước đấy người nhà của Hận Thiên từng nói với tôi, Điện Huyết Ma chính là nơi huyết tộc giam giữ phạm nhân quan trọng. Lẽ nào trong Điện Huyết Ma vẫn có gì đó kỳ lạ sao? Bạch Ngọc Trinh nghe thấy lời này thì cười khổ lắc đầu nói, anh Tiêu, thật ra ngay cả bản thân Hận Thiên cũng chưa chắc đã hiểu về Điện Huyết Ma. Địa vị của Hận Thiên ở trong huyết tộc không hề cao, chỉ có thể coi là tầng lớp thấp mà thôi, Điện Huyết Ma thật sự không đơn giản chỉ là giam giữ phạm nhân mà còn là thánh điện của huyết tộc. Theo tôi được biết, một trong số ba ông trùm đứng đầu huyết tộc có xuất thân từ Điện Huyết Ma. Tôi nghĩ anh Tiêu có lẽ cũng hiểu rõ về địa vị của Côn Luân ở trong thế tục nhỉ. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, Côn Luân từ xưa tới nay luôn được gọi là Thánh Sơn. Dù có vì phần mộ của Đế Tuấn hay không thì truyền thuyết nữ oa đầu người thân rắn đều có quan hệ mật thiết với Côn Luân. Trong lòng muôn dân Hoa Quốc, Côn Luân chính là một biểu tượng của Hoa Quốc. Địa vị của Điện Huyết Ma trong lòng huyết tộc tuyệt đối không hề thua kém Côn Luân trong trái tim thế tục. Mặc dù Điện Huyết Ma bị chuyển tới Bắc Phực, thế nhưng vẫn là một trong số ba trụ cột chính của huyết tộc. Nói cách khác, hiện tại giữa anh Tiêu với Thiên Đạo Minh Ước và Đế Vương Các đều có xung đột không nhỏ, mà huyết tộc là thế lực thứ ba, đối với anh Tiêu mà nói cũng cực kỳ quan trọng. Vậy nên có thể giành được sự ủng hộ của bọn họ mới là thượng sách. Tôi vẫn khuyên anh Tiêu suy nghĩ kỹ càng về chuyến đi tới Điện Huyết Ma. Đương nhiên, ý của tôi không phải là không thể cứu người, chỉ là cách thức cũng cần phải cân nhắc. Lý Tịnh năm đó đã từng một mình xông vào trong Điện Huyết Ma. Thế nhưng dù lúc đó ông ta đã là cao thủ đế cảnh cấp 7 thì ở trong Điện Huyết Ma cũng chưa thể làm nên được trò chống gì. Thậm chí một người anh em kết nghĩa của Lý Tịnh còn bỏ mạng ở trong Điện Huyết Ma. Lời nói của Bạch Ngọc Trinh khiến cho Tiêu Chính Văn có phần kinh ngạc, ngay cả bên trong Thiên Sơn Thư Lục cũng có ghi chép liên quan tới Lý Tịnh, có thể nói ông ta là nhân vật không hề thua kém Bạch Khởi. Đừng nói là người sống ở thời đại ông ta, ngay cả không ít nhân vật lão làng cũng phải hết sức kính nể Lý Tịnh. Người giống như ông ta mà cũng phải chịu thiệt ở Điện Huyết Ma sao? Nếu thật sự giống như những gì Bạch Ngọc Trinh nói, vậy thì thực tình phải cân nhắc kỹ càng. Cô Bạch, cô nói thật sao? Thấy Tiêu Chính Văn dường như có phần nghi hoặc suy xét,
Bạch Ngọc Trinh nghiêm túc nói, anh Tiêu, có lẽ anh vẫn chưa biết tại sao nhà họ Lý lại đồng thời phân ra làm ba chi mạch. Nhà họ Lý của Lý Chính Đạo chính là hậu nhân của Lý Tịnh, một nhà họ Lý nữa là hoàng tộc, mà nhà họ Lý thứ ba chính là hậu nhân của Lý Tích. Thế nhưng tính tới hiện tại, chỉ có Lý Chính Đạo là tới thế tục rồi, mà hậu nhân của Lý Tích lại bạt vô âm tín, lẽ nào anh Tiêu không cảm thấy kỳ lạ sao? Nghe thấy lời này, Tiêu Chính Văn lập tức hiểu ra ý của Bạch Ngọc Trinh, Lý Tích chính là người chết ở trong điện huyết ma kia. Từ đó có thể thấy được điện huyết ma quả thực không hề đơn giản, chả trách ngay cả thiên đạo minh ước cũng phải bó tay trước huyết tộc. Hơn nữa, theo tôi được biết, người canh giữ điện huyết ma hiện tại chính là hậu nhân của Lý Tích, Lý Quang Tổ. Thực lực của người này hết sức đáng sợ, không ít người từng nói anh ta có phong thái của Lý Tích năm xưa. Bạch Ngọc Trinh vừa nói ra lời này, thật sự đã lật đổ nhận thức của Tiêu Chính Văn, Lý Tích chết thảm ở điện huyết ma, mà hậu nhân của ông ta lại trở thành một thành viên của huyết ma tộc, chuyện này có khác gì nhận kẻ thù làm bố. Hậu nhân của Lý Tích sao lại quy thuận điện huyết ma thế, Tiêu Chính Văn không hiểu hỏi. Bạch Ngọc Trinh cười khổ, nói, vùng ngoài lãnh thổ luôn tôn sùng cường giả, bên dưới pháp quy tùng lâm, hận thù gia tộc hay ân oán gì đó đều không quan trọng. Nếu như không được điện huyết ma đào tạo thì hậu nhân của Lý Tích cũng sẽ không có thành tựu lớn tới như vậy. Có một số chuyện quả thực đáng buồn, đáng than, đáng giận. Thế nhưng tất cả đều là để sinh tồn. Ngay lập tức, Bạch Ngọc Trinh lại giới thiệu đơn giản một lượt về một số tư liệu của Lý Quang Tổ cho Tiêu Chính Văn nghe. Người này không hề nổi danh ở Đông Vực, thế nhưng cả Bắc Vực, dù là người cai quản thế lực phương nào khi gặp Lý Quang Tổ cũng phải nể nang vài phần. Hơn nữa, đệ tử môn hạ của Lý Quang Tổ ai nấy đều có chiến lực vô song, lại cộng thêm sự trợ giúp trận pháp đặc thù của huyết tộc, có thể nói ai ai cũng đều là nhân vật lớn nổi danh một phương ở vùng ngoài lãnh thổ. Quan trọng nhất là nhà họ Bạch gần như không có thế lực gì ở Bắc Vực, dù muốn giúp Tiêu Chính Văn một tay thì cũng lực bất tòng tâm. Dù gì giữa các khu vực lớn đều có phân chia thế lực nhất định, ngoài ra các thế gia lớn bên phía Hoa Quốc cũng không có điểm trọng tâm giống nhau đối với bốn khu vực. Giống như nhà họ Bạch, gần như đều đặt hết tinh lực tại Tây Vực, gần như không hề đặt chân tới hai khu vực còn lại. Mà mối quan hệ giữa Lý Quang Tổ và nhà họ Lục lại rất thân thiết, lần này Tiêu Chính Văn tới Bắc Vực, Lý Quang Tổ sao có thể để yên cho Tiêu Chính Văn. Tới lúc đó, Tiêu Chính Văn không còn là một mình đối kháng với điện huyết ma nữa mà sẽ là một mình đối đầu với cả Bắc Vực. Nhìn từ xưa tới nay, ai dám một thân một mình đối kháng với thế lực lớn một phương cơ chứ? Ngay cả đứa con cưng của trời là Bạch Khởi cũng không dám nảy sinh hoang tưởng điên rồ như thế. Cũng có thể nói, Lý Quang Tổ có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của cả Bắc Vực, biểu cảm của Tiêu Chính Văn khá nghiêm trọng. Mặc dù không phải là toàn bộ của Bắc Vực, nhưng tuyệt đối không chỉ là điện huyết ma thôi đâu, Bạch Ngọc Trinh gật đầu nói. Cô ta thật sự không muốn để cho Tiêu Chính Văn gây thù khắp nơi, dù gì đàn ông có thể được cô ta nhìn chúng thực sự cũng quá ít ỏi. Dù tới cuối cùng cô ta không thể kết thành vợ chồng với Tiêu Chính Văn, nhưng ít nhất cô ta cũng hy vọng Tiêu Chính Văn được sống. Ừ, tôi hiểu ý của cô, thế nhưng Hận Thiên từng vì Hoa Quốc, không ngại đắc tội với nhà họ Lục, Tiêu Chính Văn tôi sao có thể bỏ mặc ông ta. Dù là ao rồng hay hang cọp thì lần này tôi cũng phải đi một chuyến. Biểu cảm của Tiêu Chính Văn hết sức nghiêm túc, Hận Thiên quả thực đã làm rất nhiều chuyện cho Hoa Quốc, mặc dù chỉ có một trận chiến. Thế nhưng trận chiến đó cũng có liên quan tới tương lai của Hoa Quốc. Ít nhất bởi vì sự xuất hiện của Hận Thiên cũng bảo vệ được thế tục Hoa Quốc. Bạch Ngọc Trinh bất lực lắc đầu, nếu như Tiêu Chính Văn đã nói như vậy, cô ta có khuyên ngăn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vậy nên mới chuyển chủ đề, bắt đầu nói chuyện phiếm với Tiêu Chính Văn. Khương Vi Nhan vừa rót trà cho hai người vừa hỏi. Nghe nói năm đó sau khi nữ đế bị người ta chiếm đoạt Giang Sơn cũng từng bị huyết tộc đe dọa dụ dỗ, không biết là thật hay giả. Nghe Khương Vi Nhan hỏi, Bạch Ngọc Trinh lắc đầu nói, nữ đế không giống như trong sử sách nói, so với việc nói năm đó huyết tộc đe dọa dụ dỗ, chỉ bằng nói là đang xu nịnh cô ấy. Từ trước khi nữ đế nhập cung, Bạch Ngọc Trinh đã có quen biết với nữ đế rồi, chỉ là nữ đế của năm đó vẫn còn quá hồn nhiên ngây thơ. Hai người đã nhanh chóng gọi nhau là tỉ muội, vậy nên Bạch Ngọc Trinh cũng hiểu rõ như lòng bàn tay về quá khứ của nữ đế. Năm đó, nữ đế thật ra cũng đã có một quyết định khó khăn, dù gì con người chết cũng là hết. Mặc dù bản thân nữ đế cũng có thực lực cường đại,
thế nhưng cái giá của việc tiếp nhận khí vận trời đất chính là không thể giống như anh và tôi, trường sinh bất lão. Mà sau khi cô ấy chết, bất cứ ai tiếp vị cũng đều không ổn, để Hoa Quốc không phải chìm trong khói lửa binh đao, cô ấy mới có ý truyền lại ngôi vị cho nhà họ Lý. Huống hồ gì giữa cô ấy và Cao Tông cũng có tình cảm rất sâu sắc, sao có thể nhẫn tâm tranh đoạt giang sơn của Lý thị cơ chứ? Huyết tộc năm đó hy vọng thông qua nữ đế có thể nâng đỡ người nhà họ Võ kế thừa ngôi vị, nhân cơ hội này tìm kiếm di tích Long tộc. Đáng tiếc là âm mưu của bọn họ đã bị nữ đế phát giác ra, vậy nên nữ đế mới kiên quyết lựa chọn cái chết, huyết tộc cho tới hiện tại vẫn chưa thể đạt được ý nguyện. Bạch Ngọc Trinh nói tới đây thì cũng không khỏi thở dài thay cho nữ đế. Đúng vào lúc này, một nam thanh niên mặc trang phục cổ đại sải bước từ ngoài cửa vào trong, đi tới trước mặt Bạch Ngọc Trinh, nhỏ giọng thì thầm gì đó. Cái gì? Bạch Ngọc Trinh nghe vậy thì không khỏi kinh ngạc biến sắc. Thấy vẻ mặt Bạch Ngọc Trinh hơi khác lạ, Tiêu Chính Văn hỏi, cô Bạch, xảy ra chuyện gì thế? Anh Tiêu, chuyện này e là có liên quan đến anh. Bạch Ngọc Trinh kể lại chuyện mất người Tư Mã Minh Nhuệ đến tìm Tiêu Chính Văn báo thù. Lúc này ba người họ đã đến lối vào con đường dẫn đến thế tục, không lâu nữa sẽ đến thế tục. Dù là ai trong số ba người này đều vượt xa mấy người Triệu Kế Hồng, ai nấy cũng có thực lực siêu phàm, được gọi là bốn nhân tài của nhà họ Tư Mã cùng với Tư Mã Lôi. Ngay cả Bạch Ngọc Trinh cũng phải kiêng dè ba người này. Nhà họ Tư Mã không chỉ là một trong các hoàng tộc, mà còn có mối quan hệ thân thiết với nhà họ Khổng, hơn nữa nhà họ Đổng cũng luôn có quan hệ tốt với nhà họ Tư Mã. Thế nên đám người Tư Mã Minh Nhuệ vừa đến lối vào con đường gần Vinh Thành, nhà họ Đổng và Minh Nguyệt Các cùng Thiên Cung Bắc Cực đều cử người đến đón tiếp. Âu Dương Tuyết của Minh Nguyệt Các cũng đích thân đến đón. Từ xa nhìn thấy có người đến tiếp đón, Tư Mã Minh Nhuệ càng thêm đắc ý. Bất kể là thế tử hoàng tộc hay người thừa kế tương lai, còn ai có thể khiến nhiều người đến đón như thế này không? Chỉ riêng điểm này thôi thì ba người họ đã có thể ngạo mạn với đám thế tử kia rồi. Vinh Thành quả nhiên không có cao thủ, nếu không sao lại bị Tiêu Chính Văn phô trương sức mạnh như vậy, Tư Mã Nguyệt lướt nhìn bầu trời Vinh Thành. Cả Vinh Thành ngay cả người ở cảnh giới nhân hoàng cấp 2 cũng rất ít, càng đừng nói đến cảnh giới cao hơn. Mà cao thủ cảnh giới nhân hoàng ở các gia tộc bình thường chỉ là một tên vô dụng trước cao thủ cảnh giới nhân hoàng của hoàng tộc, hai thái cực này không có gì có thể so sánh được. Ba người đều xuất thân từ hoàng tộc, hơn nữa là thế hệ trẻ được nhà họ Tư Mã xem trọng, dĩ nhiên sẽ tự cho rằng mình cao hơn người khác một bậc. Nhất là Tư Mã Minh Nhuệ còn mang theo bảo vật bất truyền của nhà họ Tư Mã, lúc này càng thêm khinh thường các đệ tử gia tộc ở Vinh Thành này. Tiếc quá, Tiêu Chính Văn đã chạy trốn về thế tục rồi, nếu không chúng ta có thể bớt được không ít sức lực, Tư Mã Thành kiêu ngạo nói. Dù hắn có chạy đến chân trời, cũng phải trả lại công bằng cho nhà họ Tư Mã Minh Nhuệ cười mỉa nói. Hừ, Tiêu Chính Văn là người thông minh, biết rõ mình không có chỗ chống lưng. Nếu ở lại ngoài lãnh thổ e là không giữ được mạng sống lâu hơn. Nhưng hắn có nằm mơ cũng không ngờ chúng ta sẽ tự mình đến thế tục giết hắn. Đôi con người xinh đẹp của Tư Mã Nguyệt xoay chuyển, toát ra sát khí nhàn nhạt. Đúng lúc này Âu Dương Tuyết dẫn theo các đệ tử Minh Nguyệt Cung và Thiên Cung Bắc Cực đến. Ba vị thế tử đi đường vất vả rồi. Âu Dương Tuyết chắp tay lại với ba người. Ừ, Tư Mã Minh Nhuệ khẽ gật đầu nhìn Âu Dương Tuyết nói. Không biết tiền bối là. Âu Dương Tuyết vội nhỏ giọng đáp, tôi là trưởng giáo ở Minh Nguyệt Các Âu Dương Tuyết, cố ý đến đón ba vị thế tử. Minh Nguyệt Các, Tư Mã Minh Nhuệ nhíu mày, giả vờ chưa từng nghe nói đến cái tên này, là tông môn mới phát triển sao? Nghe thế Âu Dương Tuyết đỏ mặt, miễn cưỡng cười nói, thế tử nói đùa rồi, Minh Nguyệt Các chúng tôi chỉ là một tông môn nhỏ nhưng không phải là một tông môn đang phát triển. Thật ra Minh Nguyệt Các trước giờ đều muốn đi theo nhà họ Tư Mã để được che chở. Nhưng chính vì thực lực của Minh Nguyệt Các quá yếu không thể thu hút sự chú ý của hoàng tộc như nhà họ Tư Mã, thế nên chưa được như ý nguyện. Nghe nói mấy người Tư Mã Minh Nhuệ sắp đến thế tục để giết Tiêu Chính Văn từ con đường ở Vinh Thành, Minh Nguyệt Các mới bảo Âu Dương Tuyết đến đón đám người Tư Mã Minh Nhuệ. Ồ, trưởng giáo Âu Dương không cần đa lễ. Nghe tôi được biết Minh Nguyệt Các cũng suýt nữa bị Tiêu Chính Văn ra tay độc ác trong cuộc thi ở Vinh Thành trước đó. Lần này chúng tôi đến thế tục để trả thù cho các vị. Tư Mã Minh Nhuệ kiêu ngạo nói. Đó là đương nhiên, chúng tôi cảm ơn thế tử,
Âu Dương Tuyết lại chắp tay nói với Tư Mã Minh Nhuệ. Tôi tin chắc trưởng giáo Âu Dương nhất định từng nghe nói đến ba người chúng tôi nhỉ, Tư Mã Nguyệt cười hỏi. Đương nhiên rồi, ai mà không biết bốn nhân kiệt nhà họ Tư Mã. Tôi nghe đến quen tai rồi. Nếu không phải đã biết uy danh của ba người này từ lâu, chỉ với mấy lời đó của Tư Mã Minh Nhuệ, Âu Dương Tuyết đã trở mặt nãy giờ rồi. Ừ, xem ra bà vẫn có chút kiến thức đấy, từ nãy đến giờ ánh mắt Tư Mã Thành chưa từng rời khỏi gương mặt Âu Dương Tuyết. Đừng thấy bà ta đã mấy ngàn tuổi mà lầm, da mặt được chăm sóc rất tốt, chẳng khác gì thiếu nữ hai mươi mấy tuổi, hơn nữa Âu Dương Tuyết còn là người đẹp nổi tiếng ở Minh Nguyệt Các. Tư Mã Thành vừa gặp đã yêu thích ngay Âu Dương Tuyết. Ôi, không biết các vị thế tử muốn đợi Tiêu Chính Văn quay về ngoài lãnh thổ hay là định đến thế tục tính sổ với Tiêu Chính Văn, Âu Dương Tuyết ngừng một chốc vội đổi chủ đề. Nghe thế Tư Mã Minh Nhuệ không khỏi bật cười. Chỉ là một tên Tiêu Chính Văn mà thôi, hắn xứng để ba người tôi đợi à? Dĩ nhiên là đến thế tục lấy đầu Tiêu Chính Văn rồi. Tư Mã Minh Nhuệ cứ có cảm giác Tiêu Chính Văn chỉ là một cái danh, hơn nữa ba người họ chưa từng đánh giá cao thế tục, càng không cảm thấy đến thế tục và giết Tiêu Chính Văn ở ngoài lãnh thổ có gì khác nhau. Nghe nói thế, Âu Dương Tuyết không khỏi nhíu mày lắc đầu nói, tôi khuyên các vị hãy suy nghĩ kỹ rồi đi, thế tục và ngoài lãnh thổ khác biệt rất lớn. Tiêu Chính Văn đó không chỉ có danh tiếng lẫy lừng ở thế tục mà thực lực không hề tầm thường, đến thế tục ba vị thế tử khó mà cầu cứu được, một khi có tổn thất thì. Âu Dương Tuyết lại không nói tiếp nửa câu sau. Bà ta đã tận mắt nhìn thấy Tiêu Chính Văn ra tay đánh, nếu chỉ xét về thực lực, mặc dù mấy người Tư Mã Minh Nhuệ có danh tiếng ở vùng ngoài lãnh thổ nhưng vẫn không có khả năng so sánh với Tiêu Chính Văn. Hơn nữa ngay cả cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 mà Tiêu Chính Văn cũng có thể dễ dàng giết được thì ba người họ có là gì? Sao vậy, bà đang nghi ngờ thực lực của bọn tôi à? Hay là đang cố ý nguyền rủa chúng tôi, Tư Mã Minh Nhuệ sầm mặt, ánh mắt toát ra sát khí nhìn chằm chằm Âu Dương Tuyết hỏi. Nghe hắn nói vậy, Âu Dương Tuyết vội giải thích, không không. Ba vị thế tử hiểu lầm ý tôi rồi, ngày hôm đó Tiêu Chính Văn từng giết Khổng Hữu Đạo cảnh giới nhân hoàng cấp 5. Hơn nữa ngay cả tiền bối Khổng Thiên Thu cũng chết trong tay hắn. Thế nên tôi lo lắng cho ba vị, mong ba vị thế tử tỏ rõ. Khổng Hữu Đạo, nghe đến cái tên này, mấy người Tư Mã Minh Nhuệ không chỉ không ngạc nhiên mà ngược lại cười mỉa. Ai mà không biết Khổng Hữu Đạo bị thương nặng, trước đó không lâu mới quay về từ chiến trường ngoài vũ trụ để dưỡng thương. Tiêu Chính Văn giết được Khổng Hữu Đạo hoàn toàn không thể chứng minh được gì cả. Khổng Hữu Đạo bị thương, nếu không bà nghĩ Tiêu Chính Văn có thể giết được cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 5 sao? Theo tôi được biết, vết thương của ông ta chắc là khiến thực lực của ông ta giảm xuống chưa đến nhân hoàng cấp 2. Ông ta chết trong tay Tiêu Chính Văn không thể chứng minh được gì, chỉ có thể trách bản thân ông ta quá sơ suất. Tư Mã Thành cười nhạo nói. Âu Dương Tuyết thấy đám người Tư Mã Minh Nhuệ đã kiên quyết làm thế cũng không dám nói thêm gì nhiều. Chỉ đành cười nói, nếu ba vị đã quyết đoán thế thì tôi đưa các vị cùng đến trang viên nhà họ Đồng. Lúc này Đồng Thừa lại đang đứng ngồi không yên, ông ta cứ có dự cảm không lành, một ngày trước đó ông ta đã biết được tin Tiêu Chính Văn đột phá cảnh giới nhân hoàng cấp 5. Tin tức này chắc chắn là một tin tức cực kỳ không tốt với ông ta. E là lần sau khi Tiêu Chính Văn quay lại ngoài lãnh thổ, 90% sẽ tính toán ân oán trước đó với ông ta. Tiêu Chính Văn, Đồng Thừa siết chặt nắm đấm, thầm nghiến răng. Xin hỏi tiền bối Đồng có ở trong đó không? Đúng lúc này ngoài cửa vang lên giọng nói thánh thót của một người phụ nữ. Đồng Thừa khẽ nhíu mày, tuy chưa gặp nhưng ông ta đã có thể nghe ra giọng nói của Âu Dương Tuyết. Hừ, ngay cả Minh Nguyệt Các cũng dám đến xem trò cười của nhà họ Đồng chúng tôi sao? Ánh mắt của Đồng Thừa thoáng hiện tia lạnh lẽo. Mặc dù trước đây ông ta chịu sức ép của nhà họ Khổng và nhà họ Đồng, nên phải thả Tiêu Chính Văn đi, nhưng không có nghĩa Đồng Thừa không còn mặt mũi nữa. So với nhà họ Đồng, Minh Nguyệt Các chẳng là gì cả, cho dù Đồng Thừa tệ hại đến đâu thì cũng không đến nỗi bị người của Minh Nguyệt Các chế nhạo. Tôi ở trang viên hay không thì có liên quan gì đến trưởng giáo Âu Dương? Vừa dứt lời, Đồng Thừa đã đến cổng trang viên. Tôi... Âu Dương Tuyết kính chào tiền bối Đồng, Âu Dương Tuyết vừa nói vừa chắp tay chào Đồng Thừa, sau đó chỉ vào ba người phía sau nói, ba vị này đều là thế tử nhà họ Tư Mã. Nói xong, lại giới thiệu từng người với Đồng Thừa.
Đồng Thừa nhìn ba người bọn họ, khó hiểu hỏi, không biết ba vị thế tử đến đây là vì chuyện gì. Nhà họ Đồng chưa từng qua lại với nhà họ Tư Mã, nhưng Đồng Thừa cũng từng nghe một vài nhân vật trẻ nổi tiếng trong nhà họ Tư Mã. Khi ông ta biết mấy người trước mắt cùng Tư Mã Lôi là bốn nhân tài kiệt xuất của nhà họ Tư Mã, ông ta cảm thấy hơi khó hiểu. Đương nhiên là đi giết người, Tư Mã Minh Nhuệ kiêu ngạo nói. Giết người, Đồng Thừa càng thấy khó hiểu hơn. Đúng vậy, giết Tiêu Chính Văn, giọng điệu của Tư Mã Minh Nhuệ nhẹ nhàng như đang nói về một chuyện tầm thường. Các vị thế tử muốn tới giới thế tục giết Tiêu Chính Văn ư, Đồng Thừa nhướng mắt nhìn ba người bọn họ. Tư Mã Minh Nhuệ khẽ gật đầu nói, đúng vậy, hy vọng ông Đồng sẽ giúp chúng tôi. Đồng Thừa nhìn ba người họ rồi lại lắc đầu, không biết ba vị thế tử hiểu về Tiêu Chính Văn bao nhiêu. Nếu không phải vì thân phận thế tử của ba người bọn họ thì Đồng Thừa đã đuổi bọn họ đi từ lâu rồi. Chỉ dựa vào ba người bọn họ mà cũng muốn đến giới thế tục giết Tiêu Chính Văn. Thực sự nghĩ Tiêu Chính Văn là đồ bỏ đi sao? Ngay cả nhà họ Đồng và Thiên Đạo Minh Ước đều bị Tiêu Chính Văn xử lý. Vậy mà mấy tên nhãi không biết trời cao đất dày này lại dám chạy đến giới thế tục khiêu khích. Sao thế? Lẽ nào ông Đồng không tin vào thực lực của chúng tôi? Tư Mã Minh Nhuệ lạnh lùng hỏi. Đây là lần thứ hai bọn họ chất vấn Đồng Thừa. Mà còn là trong cùng một ngày, bị hai người bọn họ liên tục chất vấn, đây là một sự xúc phạm ông ta. Đương nhiên không phải, chỉ là Tiêu Chính Văn này không phải nhân vật đơn giản, ba vị, Đồng Thừa còn chưa kịp nói xong, Tư Mã Minh Nhuệ đã xa sầm mặt mày, lạnh lùng nói, chỉ là một tên nhân vương cấp 5 thôi mà. Lẽ nào lực chiến của ba người chúng tôi vẫn không thể giết nổi hắn sao? Đồng Thừa còn chưa kịp mở miệng, Âu Dương Tuyết đã vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Đồng Thừa. Đồng Thừa hơi khựng lại, không ngăn cản nữa, mà nở nụ cười nói, đương nhiên thực lực của ba vị thế tử có thể giết Tiêu Chính Văn một cách dễ dàng. Nói xong, Đồng Thừa mời ba người bỏ vào trang viên. Người đâu, dâng trà. Đồng Thừa ra lệnh, không lâu sau, người hầu đã chuẩn bị xong trà và hoa quả cho mấy người bọn họ. Ba vị thế tử, tôi sẽ lệnh cho người mở thông đạo. Xin ba vị thế tử chờ một chút. Nói xong, Đồng Thừa hạ lệnh cho thuộc hạ mở trận pháp dẫn đến thế tục. Sau khi đám người Tư Mã Minh Nhuệ ăn uống no say, bọn họ mới bước vào thông đạo. Sau khi bọn họ rời đi, Đồng Thừa mới nhìn Âu Dương Tuyết với vẻ khó hiểu, tại sao trưởng giáo Âu Dương lại muốn để ba người họ vào chỗ chết. Bà biết rõ thực lực của ba người bọn họ không đấu lại nổi Tiêu Chính Văn mà. Ông Đồng, ông cũng biết ba người bọn họ tự cao tự đại, ngăn cản bọn họ chẳng khác nào chúng ta xem thường nhà họ Tư Mã. Hơn nữa, ba người bọn họ là một trong số ít nhân tài của nhà họ Tư Mã, nếu bọn họ chết trong tay Tiêu Chính Văn thì chắc chắn nhà họ Tư Mã sẽ không tha cho Tiêu Chính Văn. Âu Dương Tuyết chế nhạo nói. Cho dù không có ba người bọn họ, nhà họ Tư Mã cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện của Tư Mã Lôi, Đồng Thừa lo lắng nói. Tư Mã Lôi, một Tư Mã Lôi vẫn chưa đủ khiến nhà họ Tư Mã nổi giận. Nếu bốn nhân tài của nhà họ Tư Mã đều chết trong tay một người, thì trưởng bối nhà họ Tư Mã sẽ không thể ngồi yên làm ngơ được. Loại bỏ Tiêu Chính Văn sẽ có vô số lợi ích cho nhà họ Đồng các ông và Minh Nguyệt các chúng tôi, Âu Dương Tuyết nhếch mép nói. Đồng Thừa nheo mắt nhìn Âu Dương Tuyết, thầm nghĩ, đây quả nhiên là người phụ nữ thâm độc nhất trên đời. Âu Dương Tuyết vô cùng xinh đẹp, nhưng thực sự là một nhân vật tàn nhẫn. Trưởng giáo Âu Dương thật nhìn xa trông rộng, bốn nhân tài của nhà họ Tư Mã đều chết trong tay Tiêu Chính Văn, để bảo vệ thể diện, nhà họ Tư Mã chắc chắn sẽ không tha cho Tiêu Chính Văn. Chỉ là, nói đến đây, Đồng Thừa quay đầu nhìn về phía thông đạo sắp đóng lại, nhíu mày nói, lẽ nào ba người bọn họ ngu ngốc vậy sao? Cho dù là bọn họ giết Tiêu Chính Văn hay Tiêu Chính Văn giết bọn họ thì đều có lợi cho chúng ta. Ông mở cửa cho bọn họ, mà tôi cũng có công đón tiếp. Nếu bọn họ chết, chúng ta có thể làm chứng. Nói đến nhân, Âu Dương Tuyết và Đồng Thừa cùng cười lớn. Lúc này, ba người đang đi đến giới thế tục cũng cảm nhận được điều gì đó kỳ lạ. Anh hai, tại sao em luôn cảm thấy ánh mắt ông già Đồng Thừa đó nhìn chúng ta có chút khác thường? Tư Mã Thành cau mày nói. Hừ, khác thường, hừ, ông ta là cái thá gì chứ? Từ hàng nghìn năm trước, sau khi bị thương nặng, cảnh giới của ông ta đã ngừng trệ, nếu không, sao nhà họ Đồng có thể phái ông ta đến nơi khỉ ho cò gáy này chứ? Tư Mã Minh Nhuệ nói. Trước khi rời đi,
Tư Mã Minh Nhuệ cũng đã phái người đi điều tra cuộc thi ở Vinh Thành. Mặc dù hôm đó Tiêu Chính Văn đã giết rất nhiều người, nhưng trong đó không có ai là cao thủ. Nếu có thì cũng chỉ có một mình Trương Cảnh Nhạc mà thôi. Còn về Khổng Hữu Đạo, nhiều nhất cũng chỉ là nhân hoàng cấp 2. Vì vậy, lực chiến của Tiêu Chính Văn nhiều nhất cũng chỉ đạt tới cảnh giới nhân hoàng cấp 3, mà trong số 3 người bọn họ, người yếu nhất cũng ở cảnh giới nhân hoàng cấp 3. 3 chọi 1, trận chiến này chẳng có gì gay cấn cả. Thông đạo phía Tây Bắc mở ra, trong chốc lát, toàn bộ phía Tây Bắc ở Hoa Quốc đều chìm trong sấm sét kỳ lạ. Những đám mây đen kịt tạo thành một vòng xoáy cực lớn trên bầu trời. Trong chốc lát, trên bầu trời xuất hiện một thông đạo cực lớn. Dân chúng phía Tây Bắc Hoa Quốc lại lâm vào cảnh hoảng sợ. Tiêu Chính Văn cũng chú ý tới hiện tượng đáng sợ ở phía Tây Bắc lúc này, anh nhìn thông đạo sắp mở ra, cười khẩy nói, đến đúng lúc lắm. Hiện tượng thiên văn ở phía Tây Bắc vừa thay đổi, thiên hà đạo quân của Hoa Sơn lập tức cảm nhận được sự khác thường. Lúc này thiên hà đạo quân kiêu ngạo đứng trên đỉnh núi nhìn con đường cực lớn đã dần hiện ra, nhíu chặt mày. Không lâu sau, khí tức mạnh mẽ của đám người Tư Mã Minh Nhuệ bao phủ xung quanh. Đây là con người thiên hà đạo quân co rụt, không khỏi có linh cảm không lành, cao thủ ngoài lãnh thổ đến rồi. Nhưng ý đồ đến đây của đối phương vẫn là một ẩn số, ít nhất Hoa Sơn không nhận được bất kỳ tin tức nào. Anh Tiêu, hình như bên chỗ con đường đến ngoài lãnh thổ lại có cao thủ đến, 90% là đến vì anh, Bạch Ngọc Trinh không khỏi nhớ đến tin tức trước đó. Ba người trong con đường này rất có thể là đám người Tư Mã Minh Nhuệ. Đến đúng lúc đấy, bớt đi không ít phiền phức cho chúng ta, Tiêu Chính Văn lại không hề để ý. Ý anh Tiêu là nhân cơ hội này đến ngoài lãnh thổ bằng con đường này sao? Bạch Ngọc Trinh cau mày hỏi. Bình thường con đường đặc biệt này chỉ cần mở ra thì sẽ có khoảng không gian đệm từ 1 đến 2 ngày, sau đó mới dần biến mất. Nói cách khác Tiêu Chính Văn cố ý chủ động nghênh chiến. Cứu người như cứu hỏa, Tiêu Chính Văn nghiêm túc nói. Anh Tiêu, tôi vẫn khuyên anh xem xét cẩn thận chuyện đến Bắc Vực, hoặc bắt tay với nhà họ Võ, Bạch Ngọc Trịnh vội vàng khuyên bảo. Huyết tộc đã có mặt ở Bắc Vực lâu như thế, thế lực lại lớn, chắc chắn đã vượt khỏi dự tính của mọi người. Đúng lúc này, một bóng người bỗng xuất hiện phía sau Bạch Ngọc Trinh, chính là Bạch Thiên Kiệt. Bạch Ngọc Trinh vội vàng đứng lên muốn nói lại ngắn gọn chuyện Tiêu Chính Văn định vào Bắc Vực cứu người với Bạch Thiên Kiệt, cuối cùng mới nói, anh ơi, nếu có thể, liệu anh có thể, Bạch Thiên Kiệt ho khụ khụ mấy tiếng nhìn Bạch Ngọc Trinh, người ta có câu con gái lớn không thể giữ được nữa, xem ra không sai chút nào. Em gái nhà họ Bạch đã không còn quan tâm đến an nguy của mình, cứ lại nhải bảo mình liều mạng theo quân tử, đi theo Tiêu Chính Văn vào chỗ nguy hiểm. Em gái, anh Tiêu. Hai người có thể vẫn chưa biết tình hình ở Bắc Vực cực kỳ phức tạp, không chỉ có thế lực của huyết tộc mà còn có thể lực của Cửu Y Cung. Hơn nữa nơi đó rất kỳ lạ, trừ khi là người của huyết tộc hoặc Cửu U Cung, những người khác đều sẽ bị phương trời đó áp chế. Ngay cả tôi cũng không dám bước đến Bắc Vực, đây cũng là nguyên nhân chính tại sao nhiều năm nay các thế lực của Hoa Quốc đều né tránh Bắc Vực. Nghe đến đây Bạch Ngọc Trinh cũng ngây người. Thảo nào năm đó Lý Tịnh và Lý Tích hợp lực lại cũng không thể đánh lui, nếu không nhờ Lý Tích hy sinh mạng sống để cứu thì ngay cả Lý Tịnh cũng chưa chắc có thể sống sót quay về. Nhất là nơi này còn có bóng dáng của Cửu U Cung, càng chứng tỏ tình hình Bắc Vực cực kỳ phức tạp. Nếu đúng như Bạch Thiên Kiệt nói thật thì dù Bạch Thiên Kiệt và Tiêu Chính Văn cùng đến đó, cũng chỉ có thể dâng mạng chịu chết mà thôi. Xem ra điện huyết ma đáng sợ hơn chúng ta nghĩ, Bạch Ngọc Trinh vô thức nói. Anh Tiêu, tôi nghĩ việc cứu người vẫn nên bàn kế hoạch lâu dài, hoặc có thể ép bức huyết tộc qua các gia tộc lớn, buộc họ phải thả Hận Thiên. Bạch Thiên Kiệt nghiêm nghị nhắc nhở. Thả Hận Thiên, không thể được, nhà họ Lục chắc chắn sẽ không để Hận Thiên sống sót rời khỏi điện huyết ma. Nói rồi Tiêu Chính Văn đứng dậy, trước tiên dặn dò Khương Vi Nhan vài câu, sau đó mới sải bước đi ra khỏi phòng họp. Lúc này hiện tượng thiên nhiên ở phía Tây Bắc Hoa Quốc rất đáng sợ. Khủng khiếp hơn khi đám người Triệu Kế Hồng quay về thế tục lúc trước mấy lần. Chỉ là lúc này bất kể là Độ Thiên Chân Nhân ở Sơn Thành hay các môn phái của Võ Tông đều như người không liên quan, thậm chí chẳng thèm liếc nhìn một cái. Chỉ có Thiên Hà Đạo Quân và đám người Triệu Kế Hồng lo sợ như sắp gặp phải kẻ thù mạnh. Bên phía Âu Lục càng tỏ ra mong đợi nhìn bầu trời Tây Bắc Hoa Quốc,
Tiêu Chính Văn vừa giết con trai ruột của công tước Bắc Kinh Hồ, còn tước đoạt tuổi thọ vốn có của tất cả người Âu Lục. Họ đang khổ sở không biết phải làm sao với Tiêu Chính Văn thì lúc này cao thủ ngoài lãnh thổ lại đến, đây chắc chắn là một tin tức cực kỳ tốt với họ. Hơn nữa đối phương còn chọn đến vùng Tây Bắc Hoa Quốc chứng tỏ đến đây vì Tiêu Chính Văn. Ngay sau đó cả bầu trời gió mây đều tụ lại, sát khí ngưng tụ thành cuồng phong, điên cuồng thổi. Bóng dáng đám người Tư Mã Minh Nhuệ cũng dần hiện ra từ trong con đường đó. Xẹt, 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 ba luồng sấm chớp liên tiếp xoẹt ngang qua bầu trời đêm khiến nửa Hoa Quốc sáng trưng như ban ngày. Đám người Tư Mã Minh Nhuệ toát ra sát khí ngùn ngụt như thể ba vị thiên thần giáng trần. Khi ba người họ xuất hiện trên bầu trời phía Tây Bắc Hoa Quốc, ngay cả không trung phía sau họ cũng biến thành một màu đỏ thẫm. Cả bầu trời đều là màu đỏ, sắc đỏ chiếu rọi khắp mặt đất. Chắc là chúng ta đã khiến tên đó sợ rồi nhỉ, Tư Mã Thành cười mỉm nói. Nhưng khi Tư Mã Thành nhìn ra xa, mấy môn phái võ tông xung quanh thậm chí còn không khởi động trận pháp bảo vệ gì, mà các đệ tử của mấy tông môn này còn đang nhàn nhã hóng mát. Hả, Tư Mã Thành nhíu mày. Với khí tức của ba người họ đủ để khiến mấy tông môn ở thế tục này ngước nhìn mà sợ chứ, lúc này chúng nên quỳ xuống đất run sợ mới phải. Lẽ nào có người dò gì tin tức, ngay cả võ tông thế tục cũng biết chúng ta cố ý đến đây để giết Tiêu Chính Văn. Tư Mã Nguyệt cũng cảm thấy hơi lạ. Hừ, chúng biết cũng hay, vậy thì Tiêu Chính Văn còn có thể chạy đi đâu, Tư Mã Minh Nhuệ không cho là thế nói. Thật ra người võ tông hoàn toàn không biết họ đến đây. Chỉ là khoảng thời gian gần đây, quá nhiều cao thủ ngoài lãnh thổ đến khiêu chiến với thế tục. Nhưng mỗi lần như thế đều rất phô trương, kết quả lại bị Tiêu Chính Văn đánh chạy về như mổ gà trọi chó. Thế nên họ đã không nghĩ cảnh tượng này là chuyện gì to tát nữa, họ cho rằng không lâu nữa ba tên xui xẻo này cũng chết thảm trong tay Tiêu Chính Văn giống ca đi. Ai lại lo lắng cho mấy người sắp chết này chứ? Tiêu Chính Văn, chúng tôi cố ý đến đây giết anh. Mau chóng đến đây nộp mạng đi. Tiếng gọi của Tư Mã Minh Nhuệ làm chấn động trời đất, lập tức truyền đi khắp Hoa Quốc. Giọng nói đầy tức giận của hắn cuối cùng cũng gây ra sự chú ý của đám người võ tông Hoa Quốc, nhưng mọi người đều nhìn đám người Tư Mã Minh Nhuệ như đang nhìn kẻ ngốc. Hai, chỉ là cảnh giới nhân hoàng cấp 4, thật không biết là ai cho họ can đảm mạnh miệng như thế. Lúc này một ông lão tóc trắng ở Sơn Thành nhìn về phía Tư Mã Minh Nhuệ đang kiêu ngạo đứng trên không trung cười nhạo. Ha ha ha, Thiên Hà Đạo Quân nãy giờ đang ngờ vực cũng không khỏi bật cười thành tiếng, người khác không nhìn thấy thực lực của ba người này nhưng ông ta lại nhìn thấy rất rõ. Nếu một tháng trước với thực lực của ba người họ quả thật có thể giết chết Tiêu Chính Văn trong tích tắc. Nhưng bây giờ, ba người hợp thành một cũng không đủ để đánh Tiêu Chính Văn. Hai. Người nhà họ Tư Mã đúng là đời sau chẳng bằng đời trước, Đỗ Ách Chân Quân thậm chí cũng lười phải nói quá nhiều. Triệu Kế Hồng trốn đi luôn, sợ bị đám người Tư Mã Minh Nhuệ điểm danh đi theo tìm Tiêu Chính Văn gây phiền phức. Cho dù là Tiêu Chính Văn hay Tư Mã Minh Nhuệ cũng không phải là người ông ta chọc vào được, cách tốt nhất là trốn vào khu vực cấm sau núi, giả vờ đang bế quan không giúp bên nào cả. Giáo đình Âu Lục trước đó còn gửi gắm hy vọng vào ba người họ. Sau khi thấy rõ cảnh giới và thực lực của ba người thì lập tức mất hứng, chẳng thèm quan tâm nữa. Ba người này rõ ràng là đang nộp mạng. Thế giới này sao lại có loại ngu ngốc thế chứ? Từ xa chạy đến nộp mạng, giáo hoàng lắc đầu thở dài, ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Nhưng đám người Tư Mã Minh Nhuệ không cảm nhận được thái độ của người thế tục hơi khác lạ, ngược lại khí tức lại tăng lên. Ba người như ba vị thiên thần bước trên ánh sáng đi về phía Long Kinh. Có thể nói khí thế của ba người cực kỳ mạnh, vượt xa mười mấy cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 1 mà Tư Mã Lôi giết ngày hôm đó gấp mấy lần. Nhưng khi ba người sắp đến bầu trời Long Kinh cũng cảm nhận được một chút khác thường. Người dân ở cả Long Kinh vẫn vui vẻ ca múa như ngày thường, nam nữ trẻ tuổi trong club vẫn điên cuồng trong điệu nhảy. Người đi đường cứ như không hề có chuyện gì xảy ra, không ít nam nữ ngồi bên đường uống rượu chỉ ngẩng đầu lên nhìn rồi tiếp tục cúi đầu ăn uống. Đám danh con này thế mà lại dám xem thường chúng ta. Ánh mắt Tư Mã Nguyệt lóe lên tia lạnh lùng. Ngược lại Tư Mã Minh Nhuệ không hề để tâm đến thái độ của người thế tục mà nhìn thẳng về phía đám thanh niên đang uống rượu nói cậu có biết Tiêu Chính Văn đang ở đâu không? Gì cơ, Nga cả nơi ở của vua Bắc Lương mà cũng không biết. Anh có phải tên ngốc không đấy?
ở bên kia kìa, tòa nhà cao nhất Long Kinh đấy, bên trên có chữ tòa cao ốc Phi Nhan. Người đàn ông giơ tay lên chỉ về một hướng nói. Tư Mã Minh Nhuệ lạnh lùng nhìn người đàn ông trẻ tuổi, âm thầm ghi nhớ thật kỹ tướng mạo của người này, đợi sau khi giết chết Tiêu Chính Văn sẽ giết sạch cả nhà kẻ này. Chúng ta đi, Tư Mã Minh Nhuệ nói xong thì chạy về phía cao ốc Phi Nhan. Nhìn ba bóng lưng của bọn họ đi xa, người đàn ông trẻ tuổi khinh bỉ cười, nói với mấy người bạn nhậu bên cạnh, hai, đúng là một đám ngu ngốc, dám đến chọc giận vua Bắc Lương, đúng là chán sống rồi. Hai, mấy người ở vùng ngoài lãnh thổ chả hiểu kiểu gì, cứ hết người này lại đến người kia chạy tới chịu chết, chẳng lẽ bọn họ cho là mạng mình không đáng xu nào à? Một cô bé ở bên cạnh vừa uống trà sữa vừa tò mò nói. Thấy đám người Tư Mã Minh Nhuệ đi đến gần cao ốc Phi Nhan, không ít người vây kín để hóng chuyện. Ai cũng chờ xem ba kẻ này sẽ chết như thế nào. Thưa Long Vương, hình như có người tới gây chuyện. Long Hình nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ tay vào đám người Tư Mã Minh Nhuệ. Kệ họ đi, trong thời gian tôi đến vùng ngoài lãnh thổ, mọi người phải chú trọng vào việc huấn luyện tinh anh cho Điện Thần Long. Còn nữa, phân phát thánh huyết của Đế Tuấn, nhất định phải giúp mỗi người nhanh chóng luyện hóa. Dạ, Long Hình vội vàng đáp lời. Giây tiếp theo, Tiêu Chính Văn bước lên trước, đến khoảng không trên cao ốc Phi Nhan, đón đám người Tư Mã Minh Nhuệ. Các người đến tìm tôi à, Tiêu Chính Văn tỏ ra hứng thú nhìn đám người Tư Mã Minh Nhuệ. Hôm nay chính là ngày giỗ của mày, ngọn lửa giận của Tư Mã Minh Nhuệ lại bùng cháy. Giây phút này, cơn giận đã bao trùm quanh người hắn, khí tức màu bạc của cảnh giới nhân hoàng cấp 4 cũng tỏa ra. Cùng lúc đó, Tư Mã Thành và Tư Mã Nguyệt cũng chia nhau ra hai hướng khác nhau, vây Tiêu Chính Văn vào giữa. Khí tức của ba người này gần như che phủ cả đất trời, không những thế còn khóa chặt Tiêu Chính Văn trong phạm vi công kích của mình. Ngày giỗ của tôi ư, có phải anh đang nói đùa không? Tiêu Chính Văn nhếch môi cười, nhất thời, khí tức toàn thân anh cũng tràn hết ra. Một luồng hơi thở mạnh mẽ tựa thủy triều đập vào mặt, luồng khí màu tím che hết hàng ngàn mét xung quanh. Chỉ mất chưa đến nửa hơi thở, cả thế giới như đã bị giam cầm lại. Khí tức của cảnh giới nhân hoàng cấp 5 ập xuống, khiến vạn dặm non sông rúng động. Dường như đến cả ánh trăng cũng bị hơi thở này che khuất, phong tỏa chặt chẽ đám người Tư Mã Minh Nhuệ bên trong, mấy trận pháp không gian ở xung quanh đồng thời bị phá vỡ, vô số hố đen vũ trụ cùng nhau hội tụ lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 111.